Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt ở tỉnh Thất Quan Âm, cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ .vn. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi 2019. Hiện giờ là 8 giờ 18 phút sáng giờ Việt Nam. Dân nhàng đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đề tài hôm nay đáng lẽ nói ngày 19 tháng 9 vào thứ năm vừa rồi. Tuy nhiên Dẫn nhàng để hôm nay ngày Chủ nhật quý Phật tử về cộng tu, Dẫn nhàng nói đến cái đề tài niệm Phật cần niệm kèm thêm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Lão Phật gia Ấn Công Đại Sư là Tổ Ấn Quang, Tổ thứ 13, Ngài có nói ở trong văn sao, và chúng tôi trích ra thành hai cuốn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Bộ sách này là những cái tinh hoa cốt tủy ở trong ba bộ văn sao Tục Biên, Tam Biên và Chánh Biên. Nếu ai đọc qua 990 lá thư mà mình thấy nó ngán, tức là sao nói thư, tổ trả lời thư cho người khác không mà mình đọc không vô á, mình ngán. Vậy cho nhiều lúc đôi khi cái bộ sách đó không có duyên với mình đọc không có vào. Mình đọc mình cảm giác thấy văn sao Ấn Tổ sao nói cho người khác không thấy nói dính dáng gì đến mình. Đó là chúng ta đem cái phàm tình của mình á, mình so lường thánh trí. Tổ sư Ấn Quang là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Cảnh giới của Ngài là dứt sạch hết vô minh, cho nên Ngài trụ chân thường tịch quang. Bồ Tát Quan Âm cũng dứt sạch hết vô minh rồi, là cổ Phật, là thành Phật trong vô lượng đời kiếp trước, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Tổ sư Ấn Quang cũng nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm tuy rằng trụ nơi thường tịch quang tịnh độ ở bên Tây Phương Cực Lạc, nhưng dùng nguyện lực ứng hóa thân, 32 ứng hóa thân ở trong kinh phẩm Phổ Môn nói, nhưng mà thực sự là Ngài ứng hóa trăm ngàn
thân. Ứng hóa núi đồi sông biển thuyền bè. Cho nên Ấn Tổ giới thiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, hầu như những lá thư Ngài đều nhắc đến những hành giả tịnh độ, và Ngài trả lời thư á, Ngài nói nên niệm thêm danh hiệu Quan Âm và trì thần chú Đại Bi làm trợ hạnh. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng niệm 6 chữ, niệm trong tâm 4 chữ A Di Đà Phật, hộ niệm niệm 4 chữ A Di Đà Phật làm chánh hạnh. Nhưng mà nếu những người nào mà chỉ giữ 4 chữ A Di Đà Phật hoặc 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, họ không thêm một cái gì khác mà họ thành tựu được á, giống như là Ngài Hải Hiền Lão Phật Gia tổ thứ 14, thì đây là bậc thượng căn thượng trí Bồ Tát Quá Tái Lai. Còn hàng phàm phu chúng ta cần phải có những cái trợ hạnh. Ngài ví dụ rằng nếu người đó ăn cơm suông, ăn cơm trắng không, không kèm theo thức ăn, thì ăn lâu ngày chán, ngán, ăn không nổi. Cũng vậy, đối với hàng phàm phu chúng ta, riêng Ấn Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí thường trụ ở nơi thường tịch quan á, mà Ngài vẫn nói lão Bắc Huệ này căn cơ chậm lục, nghiệp chướng sâu dày, cho nên hàng ngày phải niệm thêm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát là Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, và trì một ngày ít nhất là 50 biến Đại Bi, nhiều nhất là 75 biến. Điều này chúng ta nói trong văn sao, quý vị về lật văn sao ra thấy có điều này. Nếu người đó là bậc Bồ Tát Tái Lai á, họ vừa nghe qua tai câu Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là họ niệm chừng khoảng 3 năm sự nhất tâm. Họ niệm đến 6 năm là lý nhất tâm rồi, toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức tâm rồi, tâm không Phật hiện rồi. Còn hàng phàm phu chúng ta đó, thì Ấn Tổ nói rằng là miệng ti niệm Phật nhưng tâm không nhiễm đạo. Chưa có ai mà khiêm tốn khiêm hạ như Ấn Tổ. Lão tăng này 20 năm không làm việc gì, chỉ có niệm Phật, khá là an vui. Ngài nói khá là an vui chứ là Ngài đã vô thường tịch quan rồi. Nhưng mà Ngài khiêm tốn, Ngài nói là lão tăng này 20 năm niệm Phật mà miệng tí niệm Phật nhưng tâm không nhiễm đạo. Đó là nói hàng phàm phu chúng ta đó. Nhưng Ngài nói lại, nếu ai thực sự áp dụng đúng phương pháp trong văn sao, đọc trong văn sao thì tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ. Hành trong văn sao thì ti thân tâm mình đang ở trong ta bà, nhưng là người khách lâu ngày cổ cố hương Tây Phương Cực Lạc rồi. Và nếu hành trì đúng trong văn sao chỉ vậy, thì người mà chậm lục căn cơ kém hèn nhất 8 đến 10 năm có thành tựu. Thành tựu mà dở nhất á, thì cũng được thành phiến. Thành phiến tức là phiến là tấm vải, nó che trên cỏ, cỏ mọc không được, tuy rằng còn cái gốc đó nhưng mà nó không có lên nổi, bởi vì tấm vải này nó dày đặc, nó che, nó phủ mặt trời, nước mưa nắng nó không xuống được, cho nên nó nằm im đó, nó không có phát triển được. Nghĩa là người ta vô công phu thành phiến thì toàn tâm người ta là câu Phật hiệu, phiền não còn đó nhưng mà không làm phiền người ta được, tham sân si còn đó nhưng mà không manh nha quấy động người ta được. Bởi vì dứt kiến tư, tức là dứt hết tham sân si á, thì người này khi vãng sanh họ lên phương tiện hữu dư độ.
đoạn được vô minh á là khi vãng sanh á, họ về thập báo trang nghiêm độ, dứt sạch hết vô minh á, là họ về, họ vãng sanh về thường tịnh quang tịnh độ. Cái này hai tuần trước chúng tôi có nói, trong văn sao Ấn Tổ có nói điều này. Còn người mà về hạ hạ phẩm vãng sanh phàm thánh đồng cư độ á, thì người này gọi là đới nghiệp vãng sanh. Họ mang tịnh nghiệp là câu Phật hiệu chiếm ưu thế, là thành phiến, là họ về được phàm thánh đồng cư độ rồi. Hàng phàm phu chúng ta về phàm thánh đồng cư độ dễ hơn làm người. Có cái bài đó, viết thư hỏi ngài, con không đủ khả năng để về Tây Phương Cực Lạc, khó lắm. Thôi đời sau con làm người. Ngài nói nè, tôi nói cho bà biết, bà giữ năm giới mười thiện phải được 7 điểm mà tự lực bà giữ để bà làm thành một con người đời sau, tôi nói thiệt với bà, khó hơn bà về Cực Lạc. Vì sao vậy? Bởi vì năm giới mười thiện đó tự thân bà phải làm. Bà nỗ lực để bà tranh đấu với cái ác để bà hành thiện, mà cõi này là ngũ trược ác thế, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Còn nếu bà về Tây Phương Cực Lạc á, bà giữ năm giới mười thiện mà bà chân thật niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, nhờ Phật lực gia trì, cho nên bà về Tây Phương dễ hơn làm người đó. Điều này chúng tôi nói chính xác 100%. Hôm bữa thầy Nhuận Binh có đọc cái lá thư này. Điều này ngài nói, ngài không lừa gạt chúng ta đâu. Chắc chắn là ngài không lừa gạt chúng ta rồi. Có nhiều người nghe đến điều này không có tin, nhưng mà riêng chúng tôi là tin tuyệt đối. Bởi vì khi mà ngài nói những cái điều trong văn sao là ngài đang trụ trong thiền tịch quang, ngài đang trụ trong thường tịch quang. Ngài nói ngài thấy Tây Phương Cực Lạc rõ ràng và nghiệp lực chúng sanh như thế nào về hạ hạ phẩm vãng sanh phàm thánh đồng cư độ, như thế nào là về phương tịnh thánh cư độ, và như thế nào là về thập báo trang nghiêm độ, và diệt sạch hết vô minh là về thường tịnh quang tịnh độ. Ngài thấy là rõ giống như nắm vật trong lòng bằng tay trước mặt. Ngài nói không sai. Khi mình nghĩ đến điều này thì mình tin tưởng tuyệt đối ngài không lừa bịp chúng ta. Nếu không phải là Bồ Tát Đại Thế Chí thì ai mà dám nói rằng là hành trong văn sao thì mình là người dân ở Tây Phương Cực Lạc rồi, mình là người khách chỉ chờ thời đi về thôi. Thì chỉ có Bồ Tát mới dám nói điều mà ngài nói ra như vậy. Bởi vì ngài nói rằng những lời tôi nói là điều y cứ trong kinh hết, trong lời của các vị tổ đi trước có sở chứng, chứ tôi không có nói càng nói bừa đâu. Rồi công nhận mình thấy ngài có cái lòng từ bi kinh khủng thiệt. Cái bà đó bà cứ gửi thư tới lui hoài, ngài mới nói rằng chẳng lẽ tôi lừa bịp bà hay sao? Tôi nói những điều này là chân thật. Tây Phương Cực Lạc cách đây 11 ức cõi có Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp bên đó, có Bồ Tát Quán Thế Âm đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để hỗ trợ Đức Phật A Di Đà, để cùng Đức Phật A Di Đà để xuống tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh, có Bồ Tát Đại Thế Chí và hàng thánh chúng có bên đó. Ngài nói có, tức là ngài ở bên đó, ngài thấy rõ ràng. Mà bà này bà cứ hỏi tới hỏi lui, ngài mới nói là tôi đâu có lừa gạt đâu, mà bà lại không tin lời tôi. Tôi biết nghiệp chướng của bà sâu dày, cho nên thành ra bà nghi ngờ. Nghi ngờ là một cái phiền não nguy hiểm vô cùng. Tôi đâu có lừa gạt bà đâu, mà bà lại cứ hỏi tới hỏi luôn hoài như vậy. Công nhận Bồ Tát Đại Thế Chí quá từ bi. Vì sao là lão Phật gia Ấn Công Đại Sư khuyên mọi người niệm Phật niệm kèm thêm danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, là niệm ra tiếng, còn niệm trong tâm là năm chữ Quán Thâm Bồ Tát, và trì thêm cái thành chú Đại Bi. Lắng nghe nè, Bồ Tát Quan Âm ngài đã thành Phật từ xa xưa. Trong kinh Bi Hoa nói ngài là cổ Phật. Cổ là xa xưa lắm. Và thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài đã triệt ngộ và triệt chứng thể tánh thanh tịnh, nhất là triệt chứng về tánh nghe. Và cái nghe của ngài nó khắp hết mười phương thế giới, cảnh giới chư Phật, cảnh giới địa ngục. Nếu ai niệm đến danh hiệu của ngài,
cái tần số của mình mà niệm phải là không có còn nghi ngờ nữa, sanh chánh tính mà niệm, niệm không gián đoạn và nhất tâm bất loạn, thì cái tần số của Ngài, cái nguyện lực của Ngài và tâm lực của mạng của mình, gọi rằng mình là năng cảm, thì có lúc Ngài hiển ứng, có lúc là ngầm ứng. Có những người ngầm ứng người ta không có biết, có những người hiện ra là hiển ứng. Hiển tức là cho mình thấy trong giấc mộng, cho mình thấy thực tế bên ngoài, gọi là hiển ứng. Ngầm ứng tức là âm thầm Ngài che chở, Ngài gia hộ cho mình. Cho nên có nhiều người, người ta niệm Quan Âm Bồ Tát mà đâu thấy cảm ứng gì đâu. Mua giấy số hoài mà thấy không có trúng độc đắc nữa. Lâu lâu nó trúng được 100-200 ngàn. Quan Âm gì đâu mà tệ quá. Quan Âm không thành tựu niệm tham sân si, ác niệm cho những người niệm danh hiệu Ngài. Mà Quan Âm chỉ thành tựu thiện niệm vì lợi người, lợi vật. Quan Âm không thành tựu ác niệm hại người, hại vật. Không thành tựu ác niệm. Lỡ Quan Âm gia hộ cho mình trúng số, có tiền nhiều quá rồi hưởng thụ trong đó. Có cái ông đó, ban mê thuộc, ông chưa trúng số thì thôi, ông đi chùa, đi đồ, ông ngon lành, gia đình hạnh phúc. Ông trúng số sau ông mua bia, gà, vịt, heo, ông nhậu, thôi ông xỉn tới, xỉn lui, tiền nhiều quá mà. Ngài nói chúng sanh trong ngũ dục mà gặp tài sắc danh thực thì không hưởng là chuyện lạ. Chỉ có hàng sơ quả vào dòng thánh hoặc giả người ta tin nhân quả đó thì có thể là người ta dè dặt, kiên sợ cái ngũ dục tài sắc danh thực thì, còn không thì họ hưởng kinh hồn. Rồi cuối cùng sao? Mua chiếc Honda đời mới nhất, chạy tông cái rầm vô trụ đèn chết, bây giờ uống điệu xỉn đó mà. Tiền làm tan tành tánh mạng luôn. Tiền làm điêu đứng, mất hết lương tri luôn. Tiền làm quên hết anh em, bè bạn, cha mẹ luôn. Nó là một cái gì đâu mà nó làm cho mình phải nói là điêu đứng thế à? Ngũ dục. Cho nên Quan Âm thành tựu cho mình lòng từ bi. Trong danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chứa lòng từ vô tận, lòng bi vô tận. Thì người niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, họ có cái lòng từ vô tận, đồng thể đại từ, vô duyên đại bi. Thì khi mà họ có lòng từ bi như vậy là thiện niệm của họ có nó, thì phước báu bắt đầu nó vào. Và trong danh hiệu Quan Âm Bồ Tát có chứa đựng cái trí tuệ vô tận trong đó. Bởi vì Ngài đã triệt chứng được tánh nghe rồi. Mà tánh nghe đã triệt chứng đó là trí tuệ của tánh nghe và trí tuệ của tánh đức, nó phát triển đến tột cùng rồi. Cho nên người niệm được cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, lòng từ vô duyên đại từ, đồng thể đại bi có xuất hiện, và trí tuệ của họ bắt đầu phát sanh. Thì lúc đó họ sẽ vì lợi ích chúng sanh, vì lợi người lợi vật, không hại người hại vật nữa, thì cuộc sống của người này bắt đầu thăng hoa thay đổi, con cái của họ bắt đầu thay đổi tốt lên. Sáng nay nghe ở trong Văn Sao, trong cái phòng chúng tôi thờ Tổ Ấn Quang, lúc nào cũng mở 24/24 Văn Sao, đi ngang qua nghe Ngài nói một câu nó thấm. Nhiều lúc mình ngồi mình nghe hoài tiếng này qua tiếng nọ, nhiều lúc mình không có lọt vô được, mà mình mở vậy mình đi ngang qua cái tự nhiên mình nhớ nó lọt vô trong tâm, nó nằm im đó. Ngài nói làm sao? Quan Âm thành tựu thiện niệm cho người, người đó lợi người lợi vật, thì cuộc sống người đó, trí tuệ người đó, tài sản người đó, thọ mạng người đó, sức khỏe người đó, và cả dòng họ người đó bắt đầu thăng hoa, làm ăn phấn phát, con thảo cháu hiền bắt đầu xuất hiện. Bởi vì thiện niệm này chiêu cảm những người thiện đi vào trong nhà họ,
đầu thai. Còn người hại người hại vật thì thọ mạng người ta sẽ ngắn ngủi, trí tuệ người ta lu mờ, phước báu người ta giảm, ngũ tướng si hao, con cháu ngỗ nghịch quan đàn, gia đình người đó bị tai tiếng không trục trặc trắc trở thì phải chết sớm, chết yểu. Ghê chưa? Nếu muốn cho thiện niệm lợi người lợi vật, thọ mạng kéo dài, trí tuệ phát sanh, ngũ phước tăng trưởng, nếu không niệm cái tu đức, nếu mà không có cái tu đức niệm danh hiệu Quan Âm, niệm Phật A Di Đà, trì đại bi, thì tôi nói với quý vị là khó, khó lắm tự thân của mình để mà hưng khởi cái tánh đức từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, thọ mạng kéo dài, trí tuệ phát triển. Tự thân mình làm phải ba đại A Tăng kỳ kiếp, lâu lắm, lâu lắm. Còn nếu mình niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, niệm Phật A Di Đà, trì đại bi, tụng kinh A Di Đà, học tụng kinh Vô Lượng Thọ, đó là mình lấy cái quả giác của Phật A Di Đà là tu đức để cho tánh đức nó hưng khởi, thì người này lẹ lắm, không ai bị kịp họ đâu, không ai bị kịp đâu. Chỉ có chúng sanh si dại, không tin được cái công đức danh hiệu bất khả tư nghì, không tin nổi cái công đức danh hiệu của Bồ Tát, cái công đức thần chú đại bi bất khả tư nghì, cho nên hằng ngày cứ suy nghĩ lo toan đủ thứ. Mà khi suy nghĩ như vậy, được thì vui, mà cũng nằm trong hỷ nộ ái ố ai lạc dục, đó là thất tình lục dục. Rồi buồn cũng nằm trong ngũ dục khổ đau phiền não. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng thần lực triệt chứng tự tâm và triệt chứng được tánh nghe rồi, cho nên nghe chúng sanh nào mà niệm đến danh hiệu của Ngài, tức thì Ngài ứng hiện cứu khổ, cứu ngay. Chỉ trường hợp người đó nghi ngờ, chỉ trường hợp người đó không đặt trọn vẹn niềm tin, không nhất tâm sinh niệm, cho nên người đó không có cảm ứng thôi. Nhưng mà không phải là niệm như vậy mà không có cảm ứng, ngầm ứng đó, ứng ít đó, là do mình cảm ít, cho nên thành ra là ngầm ứng, ứng ít thôi, chứ không phải không có đâu. Lắng nghe Ấn Tổ nói cái câu này mà chúng tôi ấn tượng. Đức Phật A Di Đà mà cũng cần có Bồ Tát Quan Âm đứng bên cạnh để phụ tá tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lẽ dĩ nhiên Đức Phật Di Đà là đủ khả năng, người ta niệm Phật là đủ thiện căn phước đức nhân duyên, đủ tín nguyện, và trước khi lâm chung là được 10 niệm, thấp nhất là về hạ phẩm vãng sanh phàm thấm đồng cứu độ. Một mình Đức Phật A Di Đà xuống tiếp dẫn cũng đủ rồi, mà vì sao Đức Phật A Di Đà cần phải có Bồ Tát Quan Âm để mà gia hộ cho chúng sanh đó vãng sanh và phụ tá với Đức Phật A Di Đà? Vì sao? Vì mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện khác nhau. Nếu đi cõi khác thì không sao, chứ mà ngay cái cõi Ta Bà này thì chúng sanh nhiều nghiệp chướng và Bồ Tát Quan Âm có duyên với họ rồi. Có nhiều lúc người đó vãng sanh thấy Bồ Tát Quan Âm, chưa thấy Phật Di Đà mà thấy Bồ Tát Quan Âm, bởi vì họ có duyên với Bồ Tát Quan Âm quá sâu dày. Và Ấn Tổ nói cái người đó nếu mà niệm Quan Âm Bồ Tát nguyện vãng sanh, người này vẫn được vãng sanh. Và cái người mà gặp chướng nạn thì nên thành tâm niệm Quan Âm Bồ Tát nhiều hơn niệm Phật. Còn nếu mà mình thấy cái chướng nạn, cái nghiệp chướng của mình không thể qua được, ung thư giai đoạn cuối rồi, thì quay trở lại thành tâm niệm danh hiệu Phật Di Đà để vãng sanh luôn đi. Ngài chỉ kỹ lắm, kỹ lắm á, giải quyết cái gốc cho chúng ta. Chứ còn cái tiền bạc danh vọng là cái đó chuyện nhỏ lắm. Còn cái chuyện lớn đó là cái chuyện để giải quyết sanh tử đó quý vị. Vì sao mà chúng tôi cứ suy nghĩ hoài, không biết sao mà người tu tịnh độ mà lại trì thêm đại bi mà niệm danh hiệu Quan Âm? Bởi vì có một số những người cái tính tâm nguyện vãng sanh của họ kém lắm. Khi mà thân thể họ đau bệnh thọ mạng, họ gần hết là họ sợ mất cái thân mạng này, cho nên cái phương tiện để mà chỉ cho họ vượt ra khỏi cái sợ đó thì cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát có 14 món công đức vô ý, gọi là 14 món ban cho chúng sanh không sợ hãi.
danh hiệu Bồ Tát Quan Âm còn thêm một cái danh hiệu là vô ý thí. Vô ý thí là ban cho chúng sanh cái không sợ hãi. Người thành tâm niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, tâm người ta không sợ bệnh, không sợ đau, không sợ già, không sợ chết. Khi thương yêu mà xa lìa khổ, để xa lìa họ cũng không sợ mất, không sợ khổ nữa. Họ an vui trụ trong cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Mới hồi hôm kia thứ sáu, chúng tôi lên trên này gặp một cái chú đó. Chú chạc chừng cũng khoảng hai mấy ba mươi tuổi, mà nhìn cái mặt của chú này ông buồn, mà ông buồn chúng tôi nói là thôi, nó buồn không còn một chút xíu gì cái mùa xuân trên mặt ông nữa hết. Nó buồn ra mặt, nó quẩy theo cái giỏ xách bằng vải trên vai, cột thêm cái mũ vải trên cái giỏ đó, đi vô gặp chúng tôi lạy một lạy, nói thưa thầy, con buồn con khổ quá. Hỏi khổ về cái chuyện gì? Về tiền hay vợ con hay về chuyện gì? Nó kêu khổ về cái chuyện vợ con, với vợ con kình cãi, bây giờ nó bỏ đi, nó đâu đi đâu mất luôn rồi, con tìm nó không ra nữa, con buồn quá. Thầy biết chừng nào vợ con về không? Kêu không, thầy chịu thua. Hỏi câu cắt cớ đó, ai mà trả lời được cái vụ này. Bây giờ con không phải là con nữa. Ở ông không phải là ông thì ông là ai? Cái kiểu con là lúc nào con cũng thấy vợ con ở trong người con á, mà giờ không được gặp vợ thì có phải là lúc trước là thù ghét gặp gỡ khổ, bây giờ thương yêu lại xa lìa khổ không? Cho nên thành ra sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xứ thành khổ. Quan quyền vua chúa tỷ phú làm cái ông thứ gì cũng nằm trong bát khổ đó ha. Trời, anh nói mà nước mắt anh chảy ra, anh kêu bây giờ con nhớ vợ con quá, mà làm sao con gặp vợ con thầy. Tôi kêu bây giờ ông đi tìm đi, ông kêu tìm mấy tháng nay gặp, bây giờ nó ở nhà má của nó, tức là ở nhà má vợ rồi, kêu nó không chịu về nữa. Tối con ngủ một mình con buồn, thầy biết con buồn không? Kêu không, thầy không biết cái vụ này rồi. Ông ngủ một mình ông buồn sao cho thầy, trước giờ nhỏ giờ tôi thì ngủ một mình thấy bình thường cái gì đâu. Trời ơi, lúc nào con lên gặp các vị Bồ Tát đó ông ơi. Ông nói một câu này mới khó giải, nan giải. Thầy làm sao giúp cho con trở về con người của con, chứ bây giờ con không phải là con người của con nữa. Cái ông không phải là con người của ông thì bây giờ ông là ai? Kêu con chả biết con là ai nữa. Là biết chuẩn bị vô nhà thương Biên Hòa rồi đó. Ông chả biết ông là ai thì ông chuẩn bị vô nhà thương Biên Hòa, nó chích thuốc nó đánh cho ông một trận, ông mới biết ông là ai. Vô đó rồi khùng khùng điên điên cứ làm tùm bậy là nó đập á. Bây giờ sao cái thanh niên nó thất tình nó điên dữ nghe. Lúc đó ông sợ, mà ông sợ phải nói là toàn thân ông bây giờ là một cái chất độc sợ. Sợ cũng là một chất độc nghe. Toàn thân nhiễm một cái chất độc sợ. Thì chúng tôi mới nói, bây giờ ông muốn biết ông là ai, tôi chỉ ông một cách rất đơn giản. Ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ông sẽ trở về lại được con người của ông. Không những trở về con người xưa nay sống trong phàm tình, mà trở về con người chân thật luôn. Rồi ông sẽ trở thành Phật A Di Đà mà Phật con. Rồi ông về Tây Phương Cực Lạc, ông giống như Đức Phật A Di Đà, và ông tu ông thành Phật luôn chứ. Không những trở về con người mình xưa nay mà ông nghĩ là ông, cái đó cũng là không phải ông đâu. Xưa nay ông sống với vợ với con, đi làm ăn làm uống đồ, ông lo thương con đồ, ông nghĩ là ông. Bây giờ ông không còn cái khả năng đó nữa, ông đang khổ đau, ông nghĩ không phải là ông. Mà xưa nay cái ý niệm đó, cái cuộc sống đó và con người đó cũng không phải là của ông đâu, nó cũng là con người giả đó. Con người của ông chân thật đó là tánh đức, là thể tánh. Ông nghe, ông lắc đầu, ông kêu nói gì không hiểu, mà nó không hiểu. Ông đang ở trong cái cảnh giới bây giờ là mong vợ về, mong làm sao gặp vợ. Bây giờ vợ ở trong này, bây giờ muốn trở về con người như xưa, vợ mình sống với mình, ăn uống với con. Ông thầy ông nói gì đâu mà trở về Phật là thành Phật, là giảng sanh, là nói gì không hiểu, không hiểu.
ngơ ngơ nhưng bọn nó đội nón nó lắc lắc. Trời ơi, tôi nói ông này cũng khùng quá rồi. Thầy không gạt ông đâu. Thay vì bây giờ ông suy nghĩ cái chuyện vợ con, bây giờ suy nghĩ hoài mấy tháng nay đau khổ, ăn không được, ngủ không được, phải không? Kêu già đúng rồi. Bây giờ ông thử ông đổi lại cái suy nghĩ đó, ông thay đổi lại là A-di-đà Phật, thử con sao? Nó có khác không? Mà thầy dám chắc ông là khác, thầy không có lừa ông đâu. Ví dụ bây giờ thầy nói ngon ngọt, thầy coi bói rồi, thầy tìm cách nào đó để lừa gạt, để lấy tiền ông, thì có thể rằng là ông nghi ngờ thầy. Còn bây giờ là thầy hoàn toàn là không có một cái gì chiếm hữu lợi dụng ông hết, chỉ nói để cho ông trở về con người chân thật của ông. Rồi ông sẽ niệm Phật, đó là mình thấy mình là Phật, mình là con của Phật, chứ không phải là mình là giờ ngơ ngơ không biết gì đâu. Ông kia bây giờ con sợ quá chừng luôn, không biết sợ chừng nào vợ nó về đây nữa. Ông cứ hỏi cái câu nhập tâm lên, chừng nào nói chập cái chừng nào vợ con về thầy, cái thầy chịu thua, thôi thầy đi về á, đứng dậy đi về. Hết thuốc chữa rồi. Cái này là ấn tỏ đó là nỗi sợ hãi, sợ mất vợ, mất con, sợ trống vắng, nó cột chặt trong bụng dạ. Toàn bộ từ trường hiện lên trên mặt, toàn bộ máu huyết trong cơ thể là chất độc sợ. Hiểu chỗ này không? Tâm lý nó biến dạng cái chất độc này, toàn thân là một nỗi sợ hãi, kinh hoàng. Trong đêm khuya đang nằm thiêu thiểu, giật mình, ré lên, vợ tôi đâu. Lúc này con người này nếu còn thiện căn, nghe người khai thị, quay lại niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, không bao lâu tánh đức tiếp cận với danh hiệu là quả giác của Bồ Tát Quan Âm, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, niệm ra tiếng, mỗi miệng mệt hao hơi, thấy hơi hụt hơi, niệm trong tâm năm chữ Quán Thâm Bồ Tát, không bao lâu nỗi sợ hãi đó nhường lại, thấy mình là con của Bồ Tát Quan Âm. Quan Âm đang che chở, bởi vì toàn tâm bây giờ một cái từ trường an lạc, không sợ hãi, toàn thân máu huyết là cam lồ của Bồ Tát Quan Âm đang gia vị, gia trì toàn thân. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà người này khó làm lắm. Vì sao thế? Bởi vì toàn thân của họ và toàn tâm của họ đã cột chặt cái lòng sợ hãi rồi. Cái gốc sợ trong tâm đó là vô minh, ai cũng còn trong đó. Khi bình thường thì không thấy gì, chuẩn bị mất thân, mất tài sản, mất vợ con, mất sự nghiệp, mất nhà cửa, thì lúc đó nỗi sợ hãi bắt đầu nó mới xuất hiện. Đúng không? Lúc đó mình mới biết mình là ai. Cho nên Ngài nói nếu không niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, không trì thần chú để bi, không niệm Phật A Di Đà để dự phòng, lúc nỗi sợ hãi, lòng sân hận, bực tức, lòng tham lam, si mê, làm việc đó không biết đúng hay sai, nó xuất hiện một cái rồi, không có cái pháp để an tâm, để mà dự phòng, thì lúc đó từ thua đến thua, thua dài dài, càng lúng càng đi càng lúng, càng đi càng rối, lúng đến một lúc là nó nghẹt bùng đến mũi rồi tắt thở chết. May thay sao hôm nay quý vị có mặt ở đây, những người đang xem trực tiếp lại chịu lắng nghe cái điều này. Một danh hiệu Nam Mô Quan Tham Bồ Tát quá đơn giản. Mọi người cứ tưởng chừng như là danh hiệu ba ơi má ơi, một danh hiệu bình thường, mà không ngờ vị Bồ Tát này đã tu hành từ vô lượng đời kiếp trước và triệt chứng tự tâm, triệt chứng tánh nghe, triệt ngộ tánh nghe, và có cái nguyện lực ai niệm danh hiệu của tôi lâu ngày sẽ vượt hết tất cả những nỗi khổ sanh già bệnh chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Cái quan trọng là cái nguyện lực chỗ này nè, quan trọng là cái nguyện lực này nè. Mà cái nguyện lực này chỉ có chư Phật và Bồ Tát với Bồ Tát mới thấy được chỗ này, mới tin được chỗ này, cho hàng phàm phu mình không tin nổi.
Khi chúng đụng chuyện là ngồi đó suy nghĩ khang, chứ không có nghĩ đến Bồ Tát Quan Âm. Nghĩ cho đến lúc nó cột chặt trong bụng dạ, nó thành khối, và toàn năng lượng trong cơ thể mình là một suy nghĩ sợ hãi đó, thì lúc đó thua. Cái chú đó thầy nói cái kiểu gì, dùng toàn tâm lực vô nói cho ổng, nhưng mà ổng, cái lời nói của mình nó bạc ra liền. Vì sao nó bạc ra vậy? Vì cái năng lực sợ hãi quá kinh hồn. Lúc trước ở chung với vợ thì không có nỗi sợ này, cho nên kinh cãi đánh đập nó. Thì nỗi sân cùng mình, toàn thân là một chất độc của sân, tự kiềm chế không được, đánh nó cho nó sợ quá, nó chạy về nhà. Bây giờ không còn ý niệm sân, bắt đầu ý niệm sợ xuất hiện. Chắc nói ra hiểu chứ ha, chắc mình cũng có những cái điều này chứ đâu phải không có, phải không? Nói cái chuyện cảnh giới rồi niệm Phật nhất tâm, đi vô cảnh giới thường tịch quan đồ, thật báo trang nghiêm độ, thì cái chuyện này không hiểu. Chứ nói cái kiểu mà tham sân sẽ sợ hãi rồi ăn thịt chúng sanh rồi chắc hiểu rõ lắm, phải không? Hiểu không? Hiểu chứ, chuyện này ai không hiểu. Nói cái chuyện phàm phu là dễ hiểu lắm, nhưng mà xưa nay cứ nghĩ cái phàm đó là đúng á, là đúng. Nhưng không ngờ một thời gian khác thấy là sai. Ấn Tổ hay nói chỗ này, bây giờ suy nghĩ là đúng, bây giờ thấy ăn thịt là đúng, bây giờ thấy chúng sanh là tất cả loài gà, vịt, heo, chó, nó sanh ra nó cung cấp cho mình là đúng. Nhưng một thời gian bệnh nó báo oán rồi, bắt đầu mới thấy ý niệm đó là sai. Mà sai đã muộn rồi bạn ơi, sai đã muộn lắm rồi. Lên tình thất Quan Âm, lại Quan Âm gia hộ cho con hết bệnh đi, con thề không ăn thịt nữa. Cái thiện niệm nó khởi lên, bắt đầu độc tố từ từ nó tan, vừa hết bệnh về quất tiếp. Trời ơi, tao nói chúng sanh là phải nói là cái si mê của nó kinh hồn. Qua khổ đâu rồi gì? Thích hưởng thụ, hưởng thụ bắt đầu tạo nghiệp khổ đau rồi sợ hãi. Sợ hãi rồi bắt đầu tu đức rồi, cái từ từ nó thay đổi, tiếp tục lún vô khổ đau nữa. Cõi này nó là như thế đó các bạn. Thay đổi kiểu đó gọi rằng là thối chuyển. Thối chuyển. Đừng có giống cái anh chàng thanh niên hồi hôm qua thầy lên là thầy chịu thua nha. Anh chàng thanh niên mất vợ, đừng có giống nó nghe. Giờ giống như đang ngồi ở đây thì được á, ngồi đây nãy giờ ngồi nghe nhìn thấy nghe là thấy có bộ cảm xúc hiểu được, chứ anh chàng đã nói anh không hiểu nữa. Nghe nhưng mà không hiểu. Bây giờ toàn tâm nó cột chặt trong bụng dạ là vợ con phiền não. Cái cuộc sống bây giờ nó muốn trở lại như xưa, đâu phải như nấu mì cái lụm được liền đâu, nó phải có thời gian chứ, đâu phải như mì ăn liền được, nó mới đơn giản. Phá vỡ cái hạnh phúc làm cho người ta khổ đau, toàn thân máu huyết là độc tố. Bây giờ muốn thanh lọc nó phải mất vài tháng, vài năm, vài chục năm không chừng đó, đâu mà đơn giản vậy. Bồ Tát Quan Âm cứu khổ nhanh nhẹn lẹ làng, ngoài đời gọi là rốt rẽ, nhanh lắm. Nhưng mà riêng Bồ Tát Quan Âm không biết sao cái nguyện lực của Ngài cực kỳ di diệu. Đi ngoài bên biển mà thấy sóng nó đang vồ, nó đang ào ào lên, tưởng bị thiền chìm rồi, cái bắt đầu kêu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Cả thiền niệm mấy người công giáo thôi cũng niệm luôn, niệm Quan Âm hết rồi tự nhiên trời trong mây tạnh, quang đảng lên rồi cái gặp cái thiền đã cứu. Không biết bao nhiêu người đi vượt biên mà sợ hãi bị được cứu, phải không? Cho nên nó nghe đến Bồ Tát Quan Âm là người ta đi lạy thôi. Lúc trước ở Đại Tùng Lâm 50-60 ngàn người. Nhưng mà có nhiều người bây giờ họ hỏi trên tỉnh thất Quan Âm, sao bỏ Quan Âm không lạy nữa? Không phải bỏ, mà cái kiểu của Ấn Tổ Ngài nói, nếu mà 3 ngày lễ vía 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 đó, lạy 500 lạy thì cũng tốt lắm. Nhưng mà nhiêu đó chưa đủ đâu. Một năm nhớ Bồ Tát có 3 lần lạy 500 danh hiệu, còn hàng ngày không nhớ thì bạn gặp chướng ngại lắm. Hàng ngày niệm Quan Âm, trì 50 biến đại bi, và thường xuyên như vậy thì cái sức cảm ứng nó mới gì? Gần gũi. Và lúc mình gặp trở ngại cái là sẽ có sự ứng hiện. Cho nên tỉnh thất Quan Âm hôm nay trì thêm đại bi, chúng tôi thấy là nhờ cái sự đề sướng của Ấn Tổ, Ngài chỉ đứa bé đó 9 tuổi bị cái mục đó, thuốc tàu thuốc tây chữa không được, được trước thầy Nhuận Minh đọc. Ngài kêu là nên lấy cái nước này á, để trong ly rồi trì đại bi 7 biến 21 biến tùy theo khả năng, rồi uống vô xong rồi thoa rửa cái chỗ đó đi, nó sẽ khô, nó lành nhanh lắm. Có 1 tuần hết à?
Có nhiều người ngài kêu là tự thân mình trì trong gạo cho người đó bị bệnh á, nấu cháo cho họ ăn cũng thấy hết luôn. Hôm trước không biết làm sao cái mục nó ngay chỗ đây nè, thấy không, bữa nay có cái dấu thấy không, trời ơi nó đỏ ửng lên, nó nhức quá chừng mình tưởng có mũ á, cái mình ngắt cho nó xì mũ, không biết ngắt làm sao nó làm cục vậy. Không biết bữa nay cái nó hết nhanh vậy, chứ bữa thì Nhật Minh nói ủa sao nó phù dữ, nó sưng lên, nó bị sao vậy. Cái mục nhỏ mà ngắt cái nó thành lớn. Rồi sao, mấy hôm nay lấy nước đại bi cái uống xong rồi rửa rửa, bây giờ thấy nó khô, nó còn chốc dãy đó nè, không có bôi thuốc gì hết. Thầy hậu kêu có cần thuốc gì bôi, kêu khỏi, lấy nước đại bi bôi. Không phải khoe khoang nhưng mà tin lời tổ đi, hữu ích lắm. Sáng nào cũng trì đại bi xong rồi từ Tết đến bây giờ là lấy nước mình uống, mình trì, rồi bắt đầu mình rửa mặt, rửa đồ, cái dấu thương rồi đó, lát đồ ghẻ ngứa, ghẻ rùi gì mục được cứ lấy rửa hết, nó hết á. Khoa học lắm á. Chút nữa giới thiệu cái cuốn sách mà hôm nay sao thầy Nhật Khiêm xuất hiện. Lúc trước chúng tôi đi Mỹ về, thầy đưa hai cuốn sách thiệt dày. Ông giáo sư tiến sĩ Emoto, ông Giang Bộ Thắng, ông viết ra hai cuốn thiệt dày bán chạy nhất thế giới. Bữa nay không biết ai lọc ra những cái tinh túy ở trong hai cuốn sách đó, và họ chụp hình, họ dẫn chứng, và chúng tôi dẫn chứng thêm lời của tổ nói mẹ mà sanh con mà cho bú mà sân hận lên đó, thì đứa con đã chết liền, bởi vì do tâm sân hận cho nên sửa thành chất độc. Và chúng tôi có trích ra trong này một số lời khai thị của ấn tổ nói về cái nước, về sữa đồ rất là hay ở trong này. Hôm nay tặng cho người một cuốn, nay không phải giới thiệu hàng đặc biệt rồi bán nha, tặng á. Về coi nha. Trời, ông nói ở trong này sao mà cuốn sách nhỏ mà ông dày công để ông tích ra những cái tinh hoa, ông trích ra. Rồi ở trong này nó có cái gì quý vị biết không? Vị tiến sĩ Emoto lấy hai cái hình đó, một cái hình ông Hitler bên Đức là ông giết người không gớm tay phải không? Ông độc ác phải không ạ? Cái hình thôi ngang, không phải là thân của ổng ngang. Bên này là một cái hình của mẹ Maria. Thì hai cái hình đó khi để hai ly nước, thì cái hình của ông Hitler, nước khi mà đóng băng kết tinh lại chụp, trời nó thành bùn, nó xấu xí mà nhìn nó kinh tởm luôn. Nó không có ánh sáng mà nó xấu xí, nó độc quá trời độc. Còn cái nước mà để bên mẹ Maria, nhìn cái nước nó rất là mỹ lệ, nó đẹp, nó phát quang ánh sáng nó ra từng khí nó đẹp thiệt là đẹp. Thì ông đó ông mới nói rằng cái nước nó cảm được cái hình, nó nghe được cái âm thanh, nó thấy được cái hình đó. Tuy rằng ông này mất rồi, cái hình đó thôi mà nó vẫn cảm được. Thì không, mình biết là cái nước này nó có sự tinh nhẹ, nó có cái sự cảm thọ rất nhạy bén. Thì ông quay lại mới nói là cái nước trong con người của mình, khi mà mình gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp đạo tràng như vậy nè. Đó, hôm nay là nước đang nước là nước mỹ lệ đó nghe, nước trong người là nước tốt quá. Nhìn Phật, nhìn Bồ Tát nè. Thì cái nước trong cơ thể của mình nó trở thành một cái nước rất là mỹ lệ, vừa đẹp, vừa phát quang ánh sáng, vừa là một cái nước đó là nó có một cái năng lượng để mà nó khử những độc tố, nó trừ những độc tố. Thì toàn thân của mình khi nhìn Phật, nhìn Bồ Tát, toàn thân của mình nghe niệm Phật, nghe niệm Quan Âm, nghe trì đại bi, nghe tụng kinh, thì toàn thân của mình bắt đầu nó thanh lọc, nó trở thành một loại nước gọi là mỹ lệ. Nước này nước tinh khiết, máu của mình không bị bệnh, cho nên chắc chắn người này không bị bệnh, đúng không? Ở dưới cái động Phật ở dưới đó, hồi trước 2012, 2013 gì đi xuống ở dưới Nguyễn Chí Thanh, thấy cái tượng Quan Âm ngồi bằng pha lê, bằng lưu ly màu vàng, vàng nhẹ thôi, đẹp lắm, thích quá, thỉnh mà nhiều tiền á, biết bao nhiêu tiền mà nhiều lắm. Rồi mang qua bên Mỹ, rồi về đây lại cũng mang ngài về để trong chánh điện, cái làm cái động Phật xong bây giờ mang ra, thỉnh ngài ra ngồi trên, nó có một cái đế nữa, ngài ngồi lên trên cái đế. Rồi không biết sao rồi ở dưới Nguyễn Chí Thanh họ bán cho mình ba cái ly nước, nó có một cái chân cũng màu y chang như là lưu ly như vậy mà không có nắp ngăn. Hỏi nó có nắp, nó kêu không, thiết kế cái kiểu này không có nắp. Rồi chúng tôi để lên cái đế ngay chỗ cái tượng Bồ Tát Quan Âm, ở trên là có ba cái vị Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, cái mẫu tượng giống như phía sau chúng tôi như nè. Thì
thì mình nghĩ cái nước đó mà để ngay cái tượng Bồ Tát Quan Âm như vậy thì cái nước này nó sẽ mỹ lệ, nó đẹp và nó tinh khiết mà nó tốt vô cùng, nó bổ vô cùng. Cho nên sáng nào cũng uống xong bắt đầu rửa, thoa vô mình giống như kem, kem Bồ Tát nhá. Kem này là kem gì? Kem Đại Bi Thủy. Làm đi, mới tha một hai bữa giống như phấn ở bên ngoài không được đâu. Cái này là gọi là ăn chắc mặc bền, lâu ngày nó sẽ đẹp bền bỉ. Còn phấn cái xa vô một chút nhìn trắng trắng, chút nữa rửa cái nó mất tiêu, đúng không? Người ta gọi rằng là gì đó, cái đồ giả thì gì, nó bay mau. Còn cái đồ thiệt là thoa vô nó lâu nhưng mà nó sẽ bền lắm. Bền đến khi nào? Bền đến lúc toàn thân mình là nước Đại Bi Thủy. Thì khi mất giống như Ngài Hải Hiền, để lại xá lợi toàn thân. Còn nếu không dùng Đại Bi Thủy này thì mất để lại xá lợi cho. Biết xá lợi cho ai cũng có hết trơn á. Thiều nghe đã có xá lợi cho. Thầy nghi thầy với quý vị để xá lợi cho quá à. Hay lắm. Cái thân này kết tinh, tinh vi lắm. Nó trở thành một cái vật nhạy cảm kinh hồn. Một cái tay mình bị cái kim chích vô một cái thì thần kinh nó báo hiệu liền là đau nhức. Bắt đầu toàn thân của mình bắt đầu là nó nhiễm cái đau nhức đó. Có nhiều người chỉ đau cái tay, gãy cái tay thôi mà toàn thân ê ẩm hết trơn luôn. Lý do gì? Tư tưởng bắt đầu nó biến dạng ra cái đau toàn thân luôn. Ghê không? Khoa học vô cùng luôn. Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Tất cả đều do tâm. Từ cái thân này chui vô bụng mẹ, tinh cha hiếc mẹ rồi bắt đầu tạo thành cái thân. Cho đến diệt cái thân này cũng là từ nơi cái tư tưởng đó. Tư tưởng đó là vọng tưởng. Còn thực sự cái chân tâm của mình nó không phải là cái thân người, không phải là thân trời, không phải thân địa ngục, không phải thân ngạ quỷ. Nó là một cái chân thân. Mà chân thân này nó có quyền sản xuất ra 10 loại thân. Thân Phật 32 tướng tốt, thân Bồ Tát, thân Duyên Giác, thân Thanh Văn, thân Người, thân Trời, thân Atula, thân Địa Ngục, thân Ngạ Quỷ. Từ cái chân thân này, cái tánh đức này, nó có thể lưu xuất ra được 10 cái cảnh giới, 10 cái thân này. Mà chúng sanh vì dại dột, trái giác hợp trần cho nên tạo ra phiền não, cho nên mang cái thân Địa Ngục, Ngạ Quỷ, súc sanh. Rồi nhiều lúc mang thân người mà bệnh hoạn, tàn tật, câm ngọng, đuôi điếc, thiếu căn lành. Cũng từ nơi cái nghiệp chướng mà trong cái chân thân này nó bị nhiễm cái trần lao phiền não cho nên nó sanh ra cái thân như vậy. Mà mỗi cái thân nó đều có một cái cơ chế tự tồn, nó bảo tồn cái thân này dữ lắm. Con nhím thì nó có cái lông để nó bảo tồn. Con rắn thì nó có cái miệng nó đó, có răng độc nó bảo tồn. Những cái người mà tâm ác độc trở thành những con thú độc, những độc trùng. Con bò thì nó có cái sừng để nó gì bảo tồn. Con người mình nó có tay chân, nó có mắt mũi, nó đặc biệt hơn con súc vật để nó bảo tồn. Cái cơ chế tự tồn. Cho nên chúng ta thấy không có cái điều gì lạ. Pháp sư Đạo Chứng nói niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư là chuyện đó khoa học. Bữa nay chúng tôi lấy cái cuốn sách nói về điều kỳ diệu của nước, những nước chuyển hóa bệnh nan y, trong này dẫn chứng là ung thư HIV luôn. Trong này có hai HIV không? Chuyển được luôn. Trời, nói chuyện HIV một chút nha. Khi mà người dính vô cái bệnh này rồi là tàn đời. Thực ra cái bệnh nó chưa làm tàn đời, mà cái tâm tưởng của mình nghĩ đến cái bệnh đó, cho nên toàn thân là HIV hết. Cái người mà niệm Phật là toàn thân hay là câu Phật hiểu hết. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Toàn thân tâm của người này là nhiễm HIV. Toàn thân tâm của người này là nhiễm câu Phật hiệu. Muốn nhiễm gì? Bữa đó đi lên với chú Linh chỉ đổ bê tông đi vòng, gặp một cái cô, cô chạy lại, cô nói: "Sư phụ ơi, thương tâm cô này quá." Hỏi sao vậy? Hai mẹ con của cô này bây giờ vô tài sản, vô nhà cửa, vô gia cư, không có một cái gì, đang ở trên cái gác nè. Đứa con mới có hai mấy tuổi à. Chồng ăn chơi nhiễm HIV, cô ta cũng nhiễm HIV do chồng.
lây qua và chồng chết rồi, giờ cô ôm cái bệnh HIV ở bên Đắk Nông hay Đắk Lắk gì đó, đi xuống Bà Rịa ở nhà trọ mà không có tiền người ta đuổi ra, rồi nghe đâu ở trên tỉnh thất chạy lên đây. Thầy kêu mấy con HIV này nó sợ niệm Phật lắm, nó chuyển được không sao đâu, cổ đâu rồi. Cái vừa suy nghĩ cái là bà mẹ xuất hiện luôn. Thầy kêu bây giờ thầy giải quyết làm sao đây. Thì giờ giám nhàn mới nói thôi bây giờ HIV ở trong này thì nó cũng không có ổn lắm, nếu mà lây cho người khác qua cái vụ đứt tay hoặc giả là vân vân mọi thứ gì đó thì nguy hiểm, thôi bây giờ có cái nhà trọ ra bên ngoài đó ở đi, nếu không có tiền thì thầy cho tiền trọ, thầy cho tiền trả tiền trọ. Bây giờ cổ nhiễm cái tâm HIV toàn thân, cổ đi không được nữa, bà mẹ phải đỡ. Đáng lẽ con hai mươi mấy tuổi phải nuôi lại mẹ sáu mấy tuổi, bây giờ mẹ sáu mươi mấy tuổi phải nuôi người con lại hai mấy tuổi. Cái nghiệp chướng của người con quá nặng, đi không nổi nữa, dìu xuống dìu lên. Kêu thôi giờ qua bên, kêu thầy nhật niệm qua nhà cô Thoa đó, coi thử còn phòng không, nói cổ đi rồi cho hai mẹ con vô đó ở đi, ra hàng ngày người mẹ lên đây nấu cơ, lấy cơm chay mang xuống cho cổ ăn, rồi mở mấy niệm Phật. Kiểu đó thôi chứ không còn cách nào giúp khác, phải xin tạm trú đi, rồi vài bữa chết thì sẽ sắp xếp cái vấn đề hộ niệm sau. Cô nghe tự nhiên cô cảm động thì qua xin cô Thoa, cô kêu thôi có cái phòng này để dành đó rồi, bây giờ có cái người này như vậy thôi, không lấy tiền chùa đâu, không lấy tiền sư phụ thôi, cho hai mẹ con vô đi. Rồi hôm sau chúng tôi sai thầy Nhật niệm lấy thầy Nhật Minh 2 triệu qua mua cho họ, để họ mua đồ mua đạc gì, họ sống thấy cái cảnh họ thương tâm quá, thấy quá tội. Thì khi mà cô này bắt đầu cổ xét nghiệm, cổ biết cổ là HIV, thì cái tâm niệm mà HIV đó nó cùng với loại vi trùng HIV đó là một tâm niệm, một đường hướng và một đà phát triển. Biết một đà phát triển không? Một đà phát triển là toàn thân tâm của họ bây giờ là nghĩ mình đang bệnh HIV, không nghĩ Phật, không nghĩ Bồ Tát, không nghĩ mình là con người nữa, mà nghĩ mình là HIV. Thì toàn thân tâm đó nó nhiễm như vậy thì người này chết nhanh lắm. Hôm nay chúng tôi nói cái điều đó cho quý vị biết là trong này có nói HIV mà nước tinh khiết tốt có thể trừ được bệnh HIV, ông có dẫn chứng trong này luôn. Thì bây giờ mình nghĩ đến cái danh hiệu Quan Âm, cái thần chú Đại Bi, mà bên ngoài mình lấy nước để mình uống, bên trong cái nước máu trong con người mình nhiễm cái thần chú Đại Bi, danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm, thì người này là không bệnh, vừa là tiêu nghiệp chướng. Dẫu cho có bệnh, lắng nghe nè, lắng nghe chỗ này nè, dẫu cho có bệnh, đó là nghiệp chướng đời trước, công phu cự không nổi, thần chú Đại Bi trì chưa đủ cái năng lượng để thanh lọc cơ thể, chứ không phải Quan Âm vô hiệu hóa, Quan Âm không có cái khả năng. Nhưng lắng nghe nè, người đó đau bệnh nhưng không khổ, vì do họ không nghĩ khổ mà họ nghĩ Quan Âm, họ niệm Phật, họ trì Đại Bi, họ an lạc mà họ sống trong cái bệnh đó. Người không niệm Phật khi đau bệnh, vừa đau bệnh mà vừa khổ. Có nhiều người nói người không niệm Phật cũng bệnh cũng đau cũng chết như vậy, người niệm Phật cũng đau cũng bệnh cũng chết như vậy. Có nhiều người nói như vậy, trong này cũng có những người quan điểm như vậy, quan niệm như vậy. Nhưng quý vị để ý mà thực sự người đó họ chân thật, họ niệm Phật, họ thấy cái thân này là giả rồi, họ muốn buông xuống để họ vãng sanh á, thì họ không đau khổ. Bởi vì đau khổ là sợ mất cái thân, đau khổ là họ sợ họ ra đi một cái cảnh giới bên sau lưng, cái cảnh giới sống này, cảnh giới bên kia không biết là đi đâu, họ mờ mờ mịt mịt, cho nên họ khổ. Còn người niệm Phật cũng có đau nhưng mà không khổ, dám chắc là không khổ. Bởi vì họ kêu gì, cùng lắm là bỏ xác thân này về Tây Phương Cực Lạc, lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lấy cái thân tử ba chân kim, gần Phật A Di Đà. Khi mà họ quan niệm như vậy là họ gì? Họ lạc quan, họ sống liền. Còn người mà niệm chưa tới nơi thì khi bệnh mà nó nặng đô, làm ung thư rồi thì họ chịu không nổi, họ chịu không nổi, công phu họ kém, họ bỏ luôn, họ nói không, niệm không có tín hiệu gì. Hồi hôm qua đi mua mấy cái hoa với mấy cái bông với mấy cái chậu á, mang về xung quanh động để mà trưng
chúng tôi thích hoa lắm, hoa hồng, hoa này, hoa nọ đồ mang về để chân Phật á, cho nên mấy thầy biết rồi, mỗi lần chúng tôi lên giảng là bàn Phật rồi trang trí hoa, mà chỉ có hoa làm trang trí là đẹp nhất. Chúng tôi mang về có cái chậu bằng sành đẹp lắm, màu trắng, rồi bỏ mấy cái bông hồng nhưng mà nó ra nụ nụ búp búp bông. Hỏi cái cô đó cái bông hồng này nó có hồng dại, nó ra cái hồng dại, cái hồng này nó ương từ cái hồng gốc lên cho nên nó ra bông hoài. Mang về 7-8 chậu, 9-10 chậu luôn, mang chân xung quanh cái động Phật. Mà cái cô bán hàng không biết, cô lo nhìn chúng tôi hay sao không biết, mà cô tính bông mà không tính chậu. Tính tiền bông mà không tính tiền chậu. Chắc bà lo bà nhìn mình quá. Cái cô đó mắc cười, bởi vì đứng đó cứ niệm Phật vậy đó. Rồi xong rồi cái tính mấy chục cây bông hồng luôn mà không tính tiền chậu. Cái đổi chú Quảng Tịnh chạy xuống đó chở chúng tôi kêu còn thiếu khoảng mười mấy cây. Quay lên rồi cái cô nói hồi nãy á, con lo không biết con nghĩ cái gì á, mà con tính tiền hoa không, tính tiền cây hồng mà không tính tiền chậu. Rồi có cái cô này cô xuống cô mua hoa, cái cô cúng tiền chậu hết rồi. Cái rồi Dân Nhạc nói kêu cô tính cái kiểu này chắc lỗ vốn, cái hồi xưa giờ cũng đâu khi nào mà tính cái kiểu này đó. Rồi tự nhiên gặp cái cô đó, bên đây có ngồi trong này nè. Cái Quảng Tịnh đi xe rồi, Quảng Tịnh nói sư phụ, cái cô này hồi trước nằm trước Hương Trúc cũng ung thư ngực luôn, mà giờ cổ còn lại mà Hương Trúc lên đường rồi sư phụ. Cái ổ vậy hả, chở lui lại coi. Lui lại hỏi cổ, con bị ung thư làm sao? Kêu con ung thư ngực, con nghe là con buông xuống vạn viên, không xạ trị, không thuốc men, không bác sĩ, con vô đây, con vô phòng đặc biệt. Đặc biệt mà nằm 2 tháng mấy, vô trong đó nằm con niệm Phật, bữa nay hết 80% là nó khô, nó hết rồi. Nó kêu vậy rồi, chủ nhật là ngày mai thầy lên giảng, con lên biểu pháp cho mọi người biết. Cái thôi ngại lắm, nói như vậy để họ tin không tin thôi, cho con ngại lắm. Thì nguyên do từ đâu? Rất khó học, lắng nghe nè. Lúc trước là ăn thịt, rồi phiền não, suy nghĩ, tính toán, lo toan, sân hận, bực tức, rồi tạo nhiều cái tâm độc ác, cho nên toàn thân bắt đầu độc. Độc bây giờ nó không có tụ ngay đây mà nó tụ ngay đây. Chịu nổi không? Có người tụ ngay đâu? Có người tụ ngay đây. Cô Dẫn Hương á, nó làm một cái cục ngay đây nè, quá bự luôn. Chúng tôi với Quảng Tịnh nó, ủa sao bữa nay cô có cái cục gì to vậy? Thì cổ rờ vô cô thấy nó quá trời lớn luôn. Cái kia, cô về cô trì đại bi đi, biết đâu cô là biểu pháp trì đại bi. Cô về cô trì một ngày 49 biến, 50 biến, trì 3 tháng mất luôn cái cục đó luôn. Đây là sự thật. Bởi vì cái độc tố đó nó tan biến do cái nước đại bi trong người mình nó quá là tinh khiết, cho nên cái độc đó phải nhường chỗ cho nó thôi. Thì cô này vô cổ nghe câu Phật hiệu, cổ niệm Phật, thì nước trong người cổ nó thanh lọc từ từ, toàn thân của họ nhiễm câu A Di Đà Phật, toàn khâu thân của họ, thân tâm của họ ướp câu A Di Đà Phật trong đó, từ từ cái bắt đầu máu nó thay đổi lần lần. Nhưng mà phải thực sự là lạc quan, thực sự là muốn vãng sanh, thực sự là không một cái buồn phiền á, thì nó chuyển hóa mới nhanh. Còn những người họ có niệm Phật, họ có nghe câu Phật hiệu, mà tâm họ không buông xuống, không thực sự tin câu Phật hiệu sẽ giúp cho họ, nếu bỏ xác thân này là về Tây Phương Cực Lạc, còn nếu có xác thân này là chắc chắn là mạnh khỏe, nếu niềm tin này tuyệt đối như vậy thì người này sẽ hồi phục nhanh. Quý vị tin điều này không? Ít ai tin lắm. Đi chạy thuốc bác sĩ, tổ sư Ấn Quang nói, lắng nghe nè, thuốc không chuyển được nghiệp lực. Tất cả bệnh từ nhỏ đến lớn, tất cả các bệnh đều từ nghiệp lực hết. Nghiệp là hành động lúc trước mình đã tạo sát sanh, mình đã tạo trộm cắp cho nên bây giờ nó nghèo thiếu thốn, mình đã sát sanh cho giờ nó bệnh tật, chứ không có cái gì là bỗng không. Mà thuốc men sở dĩ nó hết á, nó có cái tín hiệu chỗ này nè. Niệm Phật không hết mà uống thuốc vì sao hết? Nghĩ cái thuốc này chắc chắn là nó hết, uống vô là nó hết, thì cái ý niệm mà nghĩ nó hết đó 50%, có khi 70%, còn cái thuốc là phụ thôi, thiệt sự là phụ thôi,
Nhưng mà nhờ cái thuốc đó uống vô cho nên cái tinh thần lạc quan. Và cái ý niệm nói rằng là gì? Thuốc vô giải được bệnh. Chính ý niệm này đánh tan bệnh. Cũng là từ cái nghiệp, đúng không ạ? Nghiệp là hành động, là ý nghĩ. Chúng sanh si dại, bệnh đau, không tin thuốc A Già Đà là A Di Đà Phật, thần lực chú Đại Bi và niệm Quan Âm. Cứ tin theo thuốc men, thuốc tiên đi nữa, khi thọ mạng hết, bệnh phát tác nặng, đố mà chữa được. Có nhiều người nói bên Mỹ y khoa quá tốt. Hôm bữa ba có thầy Nhật Thiện cũng nói, con ở bên Mỹ y khoa tốt lắm, vừa ho hen vừa bệnh cái là gọi cho nhà thương á, là nó cho xe chạy tới, nó lo lắng cho mình, nó bưng lên cái nó ban vô ở trong nhà thương, nó cấp cứu. Trời, sướng như ông tiên vậy, sướng lắm. Sướng thiệt. Nhưng mà thầy nói thiệt với bác á nghe, nếu mà thọ mạng của bác hết thì mấy ông bác sĩ Mỹ ông cũng chịu thua. Vì vậy cho nên bên Mỹ cũng có người chết chứ phải không? Nếu mà không có người chết thì bác sĩ Mỹ giỏi á, chúng tôi khen là số 1 á. Đúng không? Bên Mỹ cũng có người chết mà. Bữa cô đó cô nói trời, con về Việt Nam làm gì, cái y tế nó dở ẹt rồi, mấy anh bác sĩ ông mổ xong để quên kéo ở trong đó luôn, con nghe con ớn quá. Bác sĩ bên này hay lắm. Nói ổ chồng cô đâu rồi, kêu chồng ung thư chết rồi. Ổ sao bác sĩ ổ bác sĩ sao kỳ vậy, bác sĩ hay gì đâu mà xong chữa ung thư cho chồng cô. Cái ung thư sao chữa được thầy, kêu vậy bác sĩ không hay đâu, bác sĩ dở ẹt. Đúng không? Nếu con nói bác sĩ hay nó phải chữa ung thư cho chồng cô không chết đi. Vậy cổ còn lý luận, cổ nói vậy mấy Phật tử thầy niệm Phật có chết không? Kêu có. Nhưng mà cái người mình niệm Phật á, khi đau bệnh người ta không đau khổ và chết, người ta có Tây Phương Cực Lạc về. Còn chồng cô đau bệnh không có niệm Phật, đau khổ và chết, cô chừng đọa lạc như không à. Con hiểu rồi, nhưng mà giờ lo làm neo chưa về được đâu. Ấn Quang ngài có niềm tin với Bồ Tát Quan Âm cực kỳ. Lúc ngài vừa đi xuất gia cái là cha mẹ anh không cho đi xuất gia, bắt về. Ngài cũng phải thuận đi về thôi. Cái ngài đợi ông anh ông đi làm rồi đó, bà mẹ cũng đi làm rồi, cái bắt đầu ngài cầm sâm, mấy cái quẻ hồi xưa người ta hay dùng sâm quẻ để bói trước khi công việc của mình nữa mà. Ngài lắc niệm Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Nếu mà ngài cho cái sâm tiến tới là con đi là con đi luôn á nghe. Trốn nhà đi luôn á. Ngài lắc, ngài rút ra cái sâm đúng cái sâm Quan Âm nói là nên đi. Ngài kêu làm nữa, lắc, nên đi. Làm lần nữa, Quyết Khóa Tam, lắc, nên đi. Thôi, xách gói giọt luôn. Giọt thẳng luôn, đi luôn, không ngó ngàng đến nhà cửa gì hết trơn luôn. Mãi đến khi giảng sanh ngài cũng không về. Có nhiều người nói ngài bất hiếu, mà không phải đâu. Cái ý của ngài sanh trong gia đình không hiểu đạo, không đồng ý cho mình đi tu, về mất công họ phiền não, họ khóc lóc rồi họ tạo nghiệp. Ngài cứ tu rồi ngài hồi hướng. Ba mẹ ngài mất ngài cũng tu, ngài hồi hướng. Cái công đức tu hồi hướng rất thù thắng. Có người đó về dãy mã dãy mồ cho cha mẹ, ngài nói thiệt là bất huệ này, hổ thẹn vô cùng, tội lỗi ngập trời, sám hối không biết khi nào hết. Mộ cái cha mẹ cũng chưa về dãy cỏ được cho cha mẹ. Cảm ơn ông đã giúp cho tôi dãy cỏ mồ mã, thiệt là ông có hiếu sâu dày. Tôi chỉ là người mọi gọi rằng là gì, một người hèn tệ quá đi, không về dãy mồ dãy mã cho cha mẹ được. Ngài nói cái đó là ngài răng những người mà có mồ mã mà không chịu về dãy nghe. Và tôi chỉ mong sao thọ mạng này hết được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là mãn nguyện lắm rồi. Câu này hay lắm á nghe. Mình làm cái gì mình cũng dính ở trong đó, mong cho xây được cái nhà là mãn nguyện lắm rồi. Mày mong cho cưới vợ con, cho con cái là mãn nguyện lắm rồi. Mong cho ly dị ông chồng cho khỏi khổ là may mắn lắm rồi. Mình là toàn là may mắn những cái chuyện gì đâu không à, không để liễu sanh thoát tử. Còn ngài là gì? Mong thọ mạng hết giảng sanh là may mắn lắm rồi. Hiểu chỗ này không? Toàn là mong những cái chuyện gì để may mắn đến với mình không? Không có rồi. Ngồi một đống đó cái mặt buồn so, ai hỏi đến giống như là mới té giếng, không trả lời nữa. Mắc may mắn rồi,
mất may mắn rồi. Còn ngài mất may mắn gì đi nữa mà được may mắn vãng sanh là may mắn lắm rồi. Hiểu chỗ này không? Rồi ngài đi xuất gia, ngài đến đâu? Xuất gia có cái hay cái chỗ này. Hầu như tất cả các vị đi tu đều phải nương một vị hòa thượng để học pháp. Còn có những vị đi vì vị hòa thượng khác học khác, đi vị tổ khác học khác, đi vị tổ này học thiền, đi vị tổ kia học mật, đi vị tổ kia học tịnh, đi vị kia học giáo, đi vị tổ kia học luật, đi khắp các nơi. Đến nỗi ngài nói ngài Triệu Châu tu thiền mà nổi tiếng thời xưa bên Trung Quốc mà 80 tuổi còn phải đi hành cước bởi vì trong lòng chưa yên. Ghê không? Tu thiền khó ghê không? Không phải được giảng nha. Nhưng mà ngài làm sao? Lật mấy trang kinh Tịnh Độ coi vô cái là thâm nhập. Ngài nói tôi không có ai truyền pháp Tịnh Độ cho tôi hết. Tôi chỉ coi kinh Tịnh Độ là thâm nhập. Cái người mà coi kinh Tịnh Độ mà thâm nhập, không có thầy khác để truyền pháp, đây là hàng Bồ Tát. Không thể nói sai được. Dám chắc là vậy rồi, dám chắc là Bồ Tát rồi, không có thể sai ngoa đi đâu được hết. Ngài đi đâu? Bên Trung Quốc có cái đảo đó là gì? Phổ Đà Sơn. Đi ngang qua cái đảo đó phải đi một cái đoạn đường chúng tôi đi qua rồi, rất xa, thuyền nó đưa mình đi qua bên đó. Vậy mà ngài cũng gì? Thích và ở bên đó. Ngài nói cái nơi Phổ Đà Sơn đó là Bồ Tát Quan Âm ứng hiện. Cái nơi Cửu Hoa Sơn đó là Bồ Tát ứng hiện, Bồ Tát Địa Tạng làm thân người xuất gia, Bồ Tát Quan Âm làm thân người nữ cư sĩ. Nga Mi Sơn đó là cổ ngài Phổ Hiền. Ngũ Đài Sơn đó là cổ ngài Đại Trí Văn Thù. Những cái núi này là các vị Bồ Tát đã ứng thân hết. Mà khi ngài ứng thân là có thần lực của ngài che chở ở đó. Ngài đến đó không đi đâu, pháp vũ ở tại nơi Phổ Đà 20 năm, khá là an ổn. Không nhận chức vụ gì, không có khách khứa, không có một cái lá thư gì, không ai đến thăm, thiệt là an ổn. Bồ Tát Đại Thế Chí mà niệm Phật 20 năm thì thôi. Mà cái hành trạng của ngài hay thiệt. Khi đến Phổ Đà đó rồi là không nhớ một cái cảnh đẹp nào hết, mà đúng Phổ Đà cái cảnh nó đẹp của Bồ Tát Quan Âm cực kỳ. Nhìn xung quanh biển rồi nó có một cái chỗ nước nó vô, nó đập rầm rầm rầm, nó dội giống như là Hải Triều Âm. Người ta đặt cái động đó là động nước Hải Triều Âm, đẹp quá cỡ luôn. Mà ngài nói gì? Khi Bất Huệ đến đây không để mắt đến cảnh đẹp của Phổ Đà, chỉ một dạ chân thật niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Những cái biểu pháp của ngài kinh khủng. Và mãi khi bắt đầu 21 tuổi xuất gia cho đến 70 tuổi luôn cũng không có xuất hiện để mà đi hoằng pháp gì cả. Ngài nói nếu thực sự mình là một người pháp tử, tức là con của Phật đã truyền chánh pháp, Phật A Di Đà tin tưởng mình, thì trước sau gì người ta cũng biết và người ta phải đi truyền bá. Mình có ở yên trên núi Phổ Đà, và cuối cùng không tùy ý như, từ ý như một số người biết đến rồi mới đem những cái bộ cuốn luận của ngài bắt đầu đem đi in trên báo, trên đồ, người ta mới biết đến. Mà lúc đó chỉ viết là Thường Tàm Quý Tăng chứ không có nói Ấn Quang, giấu hai chữ Ấn Quang. Cho nên ngài có nói một câu mà chúng tôi ấn tượng, nói người tu sĩ mình phải hàm dưỡng ít nhất là 20-30 năm, hàm dưỡng suốt cuộc đời càng hay. Đừng có sức đầu lộ diện sớm. Sức đầu lộ diện sớm giống như là chén bát còn bùng chưa nung thành sành, thì qua một trận mưa là chén bát này thành bùng. Người chưa có hàm dưỡng trở thành gì? Đắc pháp, thâm nhập được một pháp môn mình tu, gặp phiền não là gì? Thay đổi thối chí con đường tu. Người mà có hàm dưỡng 20-30 năm, tính tâm với pháp môn Tịnh Độ là bất thối chuyển rồi, và họ có phần nắm chắc phần vãng sanh rồi á, thì lúc đó họ tùy duyên quá độ không sao. Sanh tử phiền não gì đến gây trở ngại họ, họ vẫn giữ được chí hướng. Nên nhớ chỗ này. Và ngài nói đến cái sự cảm ứng của Bồ Tát Quan Âm nhiều lắm. Chút xíu nữa thầy Nhượng Minh sẽ đọc cho quý vị mấy cái câu chuyện nói về cảm ứng Bồ Tát Quan Âm. Ngài có giới thiệu cái cuốn Tăng Biên Quan Âm Cảm Ứng Lục. Chúng tôi có trích ra 6 cái câu chuyện. Chút xíu nữa thầy Nhượng Minh đọc cho quý vị nghe nha. Hồi nãy giờ nghe hoan hỷ có hiểu không? Có buồn ngủ gì không? Giờ lắng nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị. Lúc sanh nở
nhất định phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ra tiếng rõ ràng, chớ nên niệm thầm trong tâm, bởi niệm thầm sức cảm ứng nhỏ nhoi, lại vì lúc ấy phải dùng sức đẩy đứa con ra, nếu niệm thầm trong tâm do vì bế khí sẽ có thể thành bệnh. Không riêng gì sản phụ phải niệm rõ tiếng, mà những người chăm sóc ở bên cạnh cũng phải niệm rõ ràng ra tiếng. Dẫu cho người nhà ở chỗ khác cũng vẫn có thể niệm cho sản phụ ấy ra tiếng. Nếu pháp ấy được truyền bá, thế gian sẽ vĩnh viễn không có nỗi khổ sanh sản. Và nỗi khổ cả mẹ lẫn con đều chết sanh vì sanh nở. Phải biết Phật pháp lợi khắp hết thảy. Phật là cha mẹ đại từ bi, là trời của các vị trời, là bậc thánh của các vị thánh. Do tâm đại bi lợi khắp hết thảy chúng sanh nên được viên mãn thành tựu. Trong 500 danh hiệu có một danh hiệu là Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Cứu Sản Nạn Khổ Quán Thâm Bồ Tát. Hôm nay mấy cô năm mấy 60 đều hết đẻ rồi phải không? Vậy giờ nghe cái này có lợi gì không? Có không? Về nói ra rã với mấy đứa con á, nó mới 5-6 tuổi nó chưa đẻ là nói rồi cho nó nhớ đi. Chứ nói ít là nó không nhớ, nó đẻ nó không có niệm đó. Trời, cái chuyện này nó chính xác 100% luôn. Mình chỉ nghĩ nghe tổ nói thì tin tuyệt đối, nhưng mà mình chưa có chứng nghiệm cái ca nào đặc biệt. Cái hôm bữa cái tự nhiên cái gọi qua bên Hàn Quốc, tại vì cô Dung này á, cô có cái duyên để mà đi lo cho mấy cái người mà sanh đẻ hôm trước, chúng tôi cũng kể chuyện cho cổ một lần đó. Thì cổ gửi bột về để cúng dường trai tăng ngày 13 tháng 11 âm lịch là ngày Vía Di Đà. Mà cô này ngộ nha, cô không có đồng ten nào trong túi hết trơn. Ông chồng bị bệnh nằm ở nhà ăn lương bệnh, cổ đi vòng vòng các chùa vậy thôi, không có tiền gì hết trơn á. Mà cô đề sướng lên vía Phật Di Đà, cô biết ơn Phật Di Đà để làm lễ trai tăng. Cái tự nhiên có mấy cô gửi về. Hôm bữa có cô đã gửi về 300 rồi, từ từ cô chuyển tiền về. Cô lo cái lễ trai tăng mà còn hơn lo cái thân cho cổ, hơn lo việc cho gia đình cổ, cô lo dữ lắm. Cô cái nhắn tin cô hỏi thiếu cái gì rồi lo khách sạn. Kêu ủa sao cô này cô lo cho người ta dữ vậy, 50-60 người về, có người ở Hàn Quốc nữa về mà sao cô lo chỗ ở, lo xe cộ, cô lo cho người ta khang à. Xong rồi bữa đó điện qua nói rằng là nhận được bột rồi, có nhận được 300 triệu rồi, còn 2 tháng nữa đó, mà cổ bây giờ cô lo rồi. Cho nên chúng tôi nói cái người mà lo cho người khác là phước báu rồi, mình nguyện cái gì cũng được. Rồi cuối cùng vừa điện qua cô nói, sư phụ ơi, em Huệ hôm trước cái về thăm sư phụ có một đứa con trai rồi, bây giờ nó sanh tiếp một đứa nữa mà bây giờ nó sanh không được, chết rồi, sao sư phụ có gì giúp không? Thì kêu, à, cái này trong văn sao có nói rồi. Có niệm Quan Âm không? Kêu có, con chỉ cho em Huệ niệm thầm thôi, chứ niệm ra tiếng sợ nó đau quá, nó mệt, nó đau 24 tiếng đồng hồ. Bác sĩ bên hàng chích thuốc vô cột sống, nắng rồi đè mà mụ làm đủ kiểu mình không ra. Vì cái lúc mà từ khi mang cái thai này đến 7 tháng thì nó thích nằm một chỗ, nó không muốn đi làm gì, nó ăn ngọt ăn đường. Cho nên từ 52kg mà nó thành 80-mấy kg, là mình biết nó mập cái cỡ nào rồi. Mới cái 2 tháng mà nó mập vậy đó. Giờ làm sao sư phụ? Kêu trời ơi, cái này đơn giản, vô nó niệm ra tiếng đi. Hồi nãy giờ con niệm ra tiếng nhưng mà con nói nó niệm thầm đi. Kêu chỉ như vậy là sai lời của tổ rồi. Niệm thầm bế khí không đủ lực đẩy ra đâu. Chạy vô nó đi. Kêu nói là thầy nhàn điện qua rồi, kêu em niệm ra tiếng đi. Cái rồi nó kêu dạ thôi con nghe lời sư phụ, con chạy vô con kêu niệm. Mà khi vô thì bác sĩ nó nói đến chiều một là mổ lấy ra, còn hai là đi về đi. Chích thuốc làm đủ kiểu rồi, con nhỏ này khó sanh quá. Mấy bác sĩ hàng nói vậy đó. Nó vô cái em hệ niệm ra tiếng đi. Ai nói hồi nãy giờ chị vậy, qua giờ chị chỉ em niệm thầm, bây giờ chị chỉ em niệm ra tiếng, em mệt quá rồi, không biết em niệm nổi không. Kêu thề cái cứ niệm đi. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Biết mấy người đâu đẻ người ta niệm không? Vừa niệm mà vừa rặn nữa. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Trời ơi, bắt đầu ra tiếng. Từ từ cái bắt đầu quên mệt, quên rặn luôn. 15 phút sau làm cái ố cái ra luôn. Hay thiệt. Thầy không đẻ thầy biết, càng rặn càng mệt, bảo đảm luôn. Trời ơi, rồi sao tự nhiên mình cũng quan tâm
cái nửa tiếng sau đi vòng vòng hỏi đẻ chưa, ô đẻ rồi nó làm mắc cười. cảm ơn sư phụ. Trời ơi, em Huệ không có cái đĩa nào mà nó bỏ hết trơn, mà người nghèo nó cũng giúp luôn. Rồi mỗi lần chay tăng đồ đã về, nó phát tâm nó lo lắm, do nó có cái duyên với sư phụ á, nó nghe pháp của sư phụ á, mà nó khuyên người ta là khi có con đừng nổi nóng bởi vì sữa có độc, chứ nó không có nhớ đến cái đoạn là phải niệm lớn tiếng chứ niệm nhỏ tiếng là bị bế khí không đẻ được. Trời ơi, nó cảm ơn sư phụ quá chừng, cho chiều không thôi là nó mổ nó đuổi về là chết rồi. Cái nó cứ cảm ơn sư phụ ngăn cho Bồ Tát gia trì, nó cứ nói hoài. Mày kêu giờ đẻ làm sao rồi, kêu trời ơi, thằng nhỏ dễ thương lắm. Mày kêu chụp hình gửi cho thầy coi, chụp ra thằng nhỏ nó như trái đu đủ chút xíu nữa. Bả thì bả nằm 180 kg thiệt to, thằng nhỏ chút xíu. Nó đang nhắm mắt. Trời ơi, đúng là tổ nói đúng. Thì chúng tôi mới nói là tổ nói cái chuyện sanh đẻ đúng rồi thì cái chuyện gì cũng đúng hết trơn, đúng không? Cái chuyện gì cũng đúng hết trơn. Hay. Cuối cùng nó cứ kêu do em Huệ này có tính tâm với Tịnh Thất Quan Âm lắm, cái lúc trước 2014-15 đủ thứ chuyện ì xèo trên mạng, em Huệ nói là phải theo pháp của thầy Giác Nhàn thôi, trước gì sau gì cũng phải qua nạn đó thôi. Trời ơi, bây giờ cảm ơn ổng quá trời, không có ổng sao đẻ trời. cái đạo lý, cái chỗ mà muốn sanh, trời, cái tâm lực mà khi muốn như vậy rồi, cái năng lượng nó hao, cái năng lượng cho nên đẻ không được. Mà công nhận quý vị không niệm mà đẻ được hay thiệt, giỏi thiệt nha. Không thiệt á. Bởi vì sao? Khi mà mình suy nghĩ một cái điều đó không được, nó mệt dữ lắm. Muốn đẻ mà đẻ không được, mệt lắm. Muốn rặn mà rặn không nổi cũng mệt dữ lắm. Còn gì? Nam mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam mô Quán Thâm Bồ Tát. Quên đi, bắt đầu nó tạo thành một cái năng lực, làm cái ót cái ra luôn. Hay thiệt. Kiểu đợt này lên phải nói cái câu chuyện này. Thì Ấn Tổ mới nói nè, nếu truyền bá chuyện này, nếu phổ biến chuyện này thì lợi lạc chúng sanh vô cùng, không thì con chết mẹ chết. Vì cô Huệ này cô ăn nhiều quá cho đứa nhỏ nó cũng to ra đó, cho nên sanh ra không được. Cho nên mới nói là sanh khổ, đúng không? Sanh khổ không? Khổ lắm đó. Nhiều người không biết cái cách này, lúc đâu hoảng hốt con da tới gì, chậm không cho sanh. Có một cái bà đó, bà chưa niệm Quan Âm bà sanh không được, vừa niệm Quan Âm cả gia đình niệm Quan Âm, thấy cái miếng vải màu trắng tuột ra, đứa con rớt ra. Thì Ấn Tổ nói là on gia nhiều đời, hôm nay thấy mình hoảng hốt sợ hãi gặp nạn, cho nên nạn sanh đẻ đó, cho nên nó chặn lại không cho sanh. Thì dám chắc là lúc trước mẹ của Giác Nhàn sanh chắc chưa biết đạo Phật, chưa có biết gì, chưa có biết niệm Quan Âm, vậy mà sao bà sanh cũng hay dữ ta. Chắc là còn cái phước để mình ra đời, chỉ còn cái phước ra đời. Bây giờ mình mới ngồi mình nghĩ lại nè, quý vị có đồng cảm nghĩ như Giác Nhàn sao mà mình dám đem thân mạng của mình vì cái gì mà mình giao cho cha mẹ mình ta, nhất là giao cho mẹ mình, sao mình si dại, mình chui vô trong đó si dại quá. Họ thích thì họ để, không thích họ phá thai, họ giết mình như không. Cái mạng của mình giao cho mẹ mình mong manh như chỉ mình treo chuông, giao chứng cho ác rõ ràng. Không phải nói bà mẹ nào cũng ác, mà bà mẹ nào phá thai là bà mẹ đó ác dữ lắm ạ. Đừng có đổ thừa hoàn cảnh. Hôm bữa chú Quảng Tịnh nói có một cái nước đó, họ nói là nếu mà phá thai á là bắt bỏ tù 3 năm. Trời ơi, cái nước đó tự do mà họ biểu tình quá trời, họ không chịu. Cho nên mình nói, sao mình không niệm Phật mình vào thai sen để Đức Phật đưa về Cực Lạc, tin Phật A Di Đà không tin mà lại tin mấy cái bà đó, mình vô trong đó láng sáng họ giết mình như không. Bây giờ muốn trở lại nữa không? Trở lại coi chừng không toàn tánh mạng đấy. Bây giờ đời này ăn thịt nhiều quá mà sát sanh nhiều quá, thọ mạng ngắn, vô đó nó khiến sao? Thế vậy đứa đầu lòng nó đẻ ngang, đứa thứ hai nó diệt, đứa thứ ba nó diệt, đứa thứ tư nó diệt. Ê cô đó, con nói mắc cười, con sanh con kêu con để một đứa thôi, còn đứa nào ra là con diệt hết. Thì mình vô mà trúng đứa thứ hai là mình tội mạng rồi, vào chứng cho ác rồi, nguy hiểm. Thôi tôi biết rồi bà ơi, tôi bây giờ phải vào thai sen thôi. Muốn vào thai sen phải tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, tích lũy tín nguyện hạnh, vào một cái thai sen ở trong đó
thân tứ đại trả về cho tứ đại, tâm thức của mình vào trong liên thai, Đức Phật A Di Đà dùng thần lực nhiếp thọ đem về trên đó hàm dưỡng. Sanh ra thấy Phật, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, hạ hạ phẩm vãng sanh, phàm thánh đồng cư độ. Người này đã liễu sanh thoát tử rồi, bằng với A-la-hán không còn sanh tử luân hồi nữa rồi. Có cái gì sướng bằng không? Có cái gì sướng bằng chuyện này không? Bây giờ mình lại không chịu niệm Phật, niệm sơ sơ, niệm tà tà, niệm rai rai, không quyết tâm giảng sanh, rồi tạo bao nhiêu thứ nghiệp, rồi cuối cùng gì? Vào bụng mẹ còn đỡ, vào bầu súc sanh nữa là mới đáng thương. Nguy hiểm vô cùng. Tam giới không an như nhà lửa. Lắng nghe chỗ này nè. Các Bồ Tát nói câu này, số các vị học hiểu giáo lý mà không có hành trì pháp môn tịnh độ, ngông ngông nghênh nghênh là hay nói như vậy nè. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, nhất thiết pháp, giai thị Phật pháp, pháp gì cũng là Phật pháp, ăn thịt cũng là Phật pháp. Họ ăn chay không được cho nên họ diễn cớ vậy đó. Nhất thiết cảnh, giai thị Phật cảnh, tất cả các cảnh đều là Phật cảnh. Đây là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật nói câu này được. Còn hàng phàm phu nói tất cả các pháp đều là Phật pháp, pháp thế gian là miếng thịt, ăn vô luôn cũng không sao, nó là Phật pháp hết, thì tế điên Bồ Tát làm được. Ăn một miếng thịt gà vô, hả miệng cái con gà sống nó bay ra. Ấn Tổ nói mình ăn một miếng thịt gà vô, mửa ra còn nguyên miếng không được, nó thành phân rồi. Mửa ra thành một khối thịt đó, nguyên khối đó còn không được, cho đừng nói là con gà. Thì đâu có nói tất cả các pháp là Phật pháp được, tất cả các cảnh là Phật cảnh được. Mà phải nói là tam giới không an giống như nhà lửa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là nhà lửa. Phải nguyện vãng sanh đi, phải chán đây ưa kia, đó là người tu tịnh nghiệp. Trời, mới hôm qua đọc chỗ này hay quá, tổ sư hôm qua nói hay quá, không thực sự là hay. Nói để cái hàng phàm phu của mình biết mình. Cái nhiều người nói mình là Phật cần gì niệm Phật, lòng mình là chay cần gì ăn chay. Ấn Tổ mới nói ông nói cái kiểu đó là Bồ Tát. Nếu ông nói kiểu đó thì ông ăn miếng thịt vô á, thì ông mở ra là còn nguyên khối giùm tôi thôi, chưa nói giống là mở ra là con gà. Ăn vô chấp 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 còn thấy ngon quá là tạo thành nghiệp đó. Thì phải biết cái pháp nào là cái pháp của thế gian không xài được, bỏ nó qua bên. Cái pháp nào là cái pháp của thế gian sử dụng được, dùng. Nước trong sử dụng được, trì đại bi niệm Phật thành cam lồ dùng được. Rượu cũng là nước, không dùng được, đúng không? Đến nỗi trứng gà ngài cũng kêu không có cồ, cũng không dùng. Có cái ông đó, ông ăn trứng gà quá chừng luôn, cái ông đau bụng, cái ông thầy thuốc ông kêu lấy tỏi á, giả ra cho uống vô cái mửa ra gà con không còn lông luôn. Ghê. Cái nghiệp ăn trứng gà, cái trứng gà không cồ mà nó, cái tâm thức nó biến con trứng gà đó thành con gà có lông luôn. Không thể tưởng tượng được, cái tâm thức con người nó kinh hồn, nó tạo nghiệp không thể nào tưởng tượng. Quán hồn kinh lúc đó không dám ăn trứng, không có cồ nữa. Ở trong này ai có ăn trứng gà không? Đến nỗi sữa bò mà dắt ra con bò nó cũng đau đớn. Đứa con mình nó bú, nó ngậm ngậm, nó cắn cái vú mình cũng đau muốn chết rồi. Vậy mà con bò gì? Đè nặng cái sữa nó ra để mình uống. Ngày kêu cũng không nên uống sữa. Quá cỡ. Ông Tổ ông quen sao ông kỹ dữ vậy trời. Kỹ như vậy thì bọn phàm phu mới có cơ may giảng sanh. Nãy giờ nghe nó thấm thía được không? Nhớ nghe, nhớ nhắc ăn ngàn, về nói cho con cháu ngàn. Chừng nó sanh nở phải niệm Quan Âm ra tiếng nha. Mình cũng phải niệm ra tiếng luôn à. Cái này hệ trọng vô cùng à. Rồi khi sanh nở rồi, nếu mà bực tức á, là phải ngưng lại nửa tiếng hoặc nửa ngày. Ít nhất là nửa ngày chứ không phải nửa tiếng đâu, để cho cái tâm bình khí hòa, sữa này nó trở lại bình thường. Chứ mà cho nó bú như một cái là gì, nó ngã lăn là nó chết. Nếu không chết thì cũng 2-3 tiếng, hoặc 2-3 ngày, không thì nó cũng tàn tật. Cái chuyện này quan trọng. Tâm biến sữa thành chất độc,
tâm biến toàn bộ máu thành chất độc vì tâm sân hận, tâm bực tức, tâm ganh tị. Mà tâm này mà vì người lợi người, tâm này mà có lòng vị tha thì sữa và máu là nó mỹ lệ, nó đẹp và nó tốt nhất. Trời, từ khi mà hiểu sâu xa ra cái chai nước này, nhiều lúc vừa khởi niệm nghi ngờ người đó một cái gì, cái này ngàn nước xấu á, ngàn nước xấu á. Không, sự thật là vậy. Hay lắm. Vừa khó chịu cái gì một cái là nước xấu quá ngàn, máu xấu quá ngàn. Vừa ngủ nhiều rồi cái ơi, máu ngủ nhiều quá. Ngủ nhiều nó cũng thành tâm trong ngủ dục, tài sắc danh thực thì mà. Răng về từ từ trở thành thân mình mỹ lệ, không bệnh tật. Lắng nghe nè. 48 cái khổ: sanh, già, bệnh, chết, thương yêu xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, cầu không được khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Thì cái bệnh khổ là cái này là nan giải nhất. Sanh thì mình đã sanh ra rồi, đúng không? Nếu sanh không được người ta phá thai mình chết rồi, mình cũng biết mình ở đâu đi. Già thì nó cũng già từ từ, đúng không? Nó già từ từ chứ, cũng chưa thấy cái sự khổ xuất hiện trước mắt. Bệnh khổ xuất hiện trước mắt rõ ràng nhất, đúng không? Mà trước giờ trong này có ai không bệnh không? Có bệnh cảm, bệnh sốt, bệnh không có ai mong bệnh hết trơn, đúng không? Thì cái bệnh khổ đó sao giải quyết đây, và hiểu nguyên nhân nó từ đâu đây? Không phải bỗng không đâu, nguyên nhân của nó sát sanh ăn thịt chúng sanh. Cái chỗ này hệ trọng nè. Cái người mà sát sanh giết loài súc sanh á, thì thọ mạng người này ngắn, lòng sân hận bực tức. Khi giết nó rồi, toàn thân của mình là biến dạng máu độc hết, rồi ăn cái thịt độc đó vô trong con người mình nữa, thì con người này gọi là ăn độc. Lắng nghe nè, lắng nghe. Con người sở dĩ chết sớm là lý do này nè. Khi ăn độc á, ông tổ nói trong thịt có độc, ít có ai tin điều này. Và khi ăn độc rồi á, toàn thân nhiễm độc, tâm cũng nhiễm độc luôn. Vì tâm người này ác mới ăn thịt được, chứ tâm người này mà nghe trong kinh nói là tứ sanh phụ mẫu, gà vịt heo chó đều là cha mẹ của quá khứ, là vị Phật trong tương lai, thì chắc chắn không dám ăn. Mà khi ăn trong thân tâm mình bị độc rồi, uống độc, uống bia, uống toàn là những cái loại độc không có một vị đó. Họ uống bia vô, cứ ăn cơm là phải uống ly bia, uống chút rượu, uống riết xong rồi cũng 90 mấy năm nay, 94 tuổi rồi, mà 10 năm nay không biết gì, cứ nằm trên giường đi cầu ra ăn chỗ, rồi thả miệng đút thì vô, xong rồi ăn xong gì cái bộ máy nó còn tiêu hóa được, cái bắt đầu đi tại giường luôn, đại tiện đại giường luôn, tiểu đại gì ra đại giường hết luôn, mọi người phải dọn. Bây giờ uống bia hết nổi rồi, mà cái dư âm mà cái lúc trước uống đó, cái men bia với hai nữa uống vô nó mất cái trí tuệ đó, bây giờ là không biết gì luôn rồi đó, nằm một chỗ luôn rồi đó, 90 mấy tuổi còn bộ xương mà chưa chết. Thì hỏi lại cái vị mà chăm sóc thì kêu lâu lắm rồi, mấy chục năm nay rồi, mỗi lần ăn cơm phải có một ly bia. Đừng có nói bia là nó không phải như rượu uống được ngang. Lắng nghe ngang cái chỗ này ngang. Uống độc rồi, ngửi không khí độc nữa, rồi nghĩ độc nữa. Nghĩ độc là nghĩ tham sân si, buồn giận tức tối, toàn thân là độc. Rồi uống độc rồi ăn độc thì người này phải chết sớm, đúng không? Chết sớm, chắc chắn người này phải chết sớm. Bây giờ toàn thân tâm đã nhiễm độc rồi, còn một cái gì nguy hại hơn ăn độc, uống độc, ngửi độc nữa? Lắng nghe nè, trong văn sao ngài nói đó: nếu không giữ gìn thân thể bằng cách tiết dục, hạn chế cái chuyện ăn nằm phần the, tinh lực của người này hao tổn do không giữ được cái dục vọng lấy dục làm vui. Người nữ cũng mất sức, người nam cũng mất sức, và mất sức đến cái lúc người này phải chết nhanh lắm. Cho nên hôm nay mình biết như vậy rồi, mình phải hết sức thận trọng răn dè. Chồng mình không biết tu hoặc vợ mình không biết tu, mình phải nhớ cái chuyện này, và mình phải gì? Hạn chế, giữ sức khỏe và giữ cái thọ mạng
cho người chồng, cho người vợ mình. Khi người lấy dục làm vui thì người này mãi mãi ở trong cõi dục này và bị đọa lạc. Không lấy niệm Phật làm vui thì làm sao niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Cái người niệm Phật là người ta lấy niệm Phật làm vui, luôn luôn nhớ Cực Lạc Tây Phương, là mình chuẩn bị được Đức Phật A Di Đà đón về rồi. Thế nào cũng có phần, trước sau gì cũng có phần, không sớm thì muộn, thọ mạng còn cũng có thể về, mà không thì thọ mạng hết cũng phải về. Người ta lấy chuyện này làm vui thì người này chắc chắn vãng sanh. Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, quyển 1, tập 1. Lời tựa của bộ Ấn Hoàng Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục. Kinh Đại Tập dạy, trong đời một pháp, ức ức người tu hành, hiếm một ai đắc đạo. Chỉ có nương vào pháp niệm Phật là thoát khỏi sanh tử. Pháp niệm Phật này chính là đạo, để thượng thánh lẫn hạ phàm cùng tu, là pháp để người trí lẫn kẻ ngu cùng hành. Do pháp này chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng vượt trội những giáo pháp theo đường lối thông thường. Chỉ có pháp môn Tịnh Độ là chẳng dễ khiến cho con người sanh lòng tỉnh nhất. Đối với những câu như vô sanh mà sanh, vô niệm mà niệm, nếu chẳng phải là bậc thấu hiểu sâu xa ý chỉ, tâm làm, tâm là, sao không bị lầm lẫn cho được? Do vậy, Đức Thế Tôn ta đối với chỗ vốn không nói năng lại thường nói thật nhiều, không có gì khác hơn là vì muốn cho hết thảy chúng sanh hiểu rõ giác tánh họ đang sẵn có, tiến hướng Phật quả, biết tự tánh chính là Di Đà, thì mới có thể bàn luận duy tâm Tịnh Độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu có thể tin chắc thật nguyện thiết tha, tận lực hành sẽ cảm ứng đạo giao, đã nắm chắc bằng khoan vạn sanh. Tôi thấy những kẻ cùng huệ trong cõi đời, cứ hở ra bèn ngỡ Tịnh Độ là nông cạn dễ dàng rồi coi thường. Muốn cầu những pháp được gọi là huyền diệu khác để mong được ngộ chứng, nào biết một môn Tịnh Độ quả thật ngầm khế hợp Phật tâm, là giáo pháp chí viên chí đốn. Tâm Phật vô vi chẳng vướng mắc nơi pháp số, niệm Phật tấm năng niệm rành rành phân minh, nhưng chọn chẳng thấy được. Chẳng phải là do hữu vi lại khế hợp vô vi đó sao? Chọn chẳng thấy được nhưng rành rành phân minh, chẳng phải là thầm hợp đạo màu đó ư? Do vậy người niệm Phật niệm nào cũng là Phật. Cho nên biết sáu chữ gồm chọn muôn pháp, một môn chính là phổ môn, toàn sự chính là lý, toàn vọng chính là chân, toàn tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, nương vào ý báo, chánh báo cõi ấy để hiển lộ tự tâm của ta. Thị giác và bổn giác chẳng lìa nhau, tiến thẳng trên đường giác. Khoảng cách 10 vạn ức cõi Phật cách đây chẳng xa, chính phẩm đều có thể đạt lên, hoàn tất ngay trong một đời. Hết sức bình thường nhưng tột bậc huyền diệu, những kẻ chứng nhập tối tâm tham cứu mù quáng kia há mong sánh vai được sao? Ấn Quang Đại Sư thường nguyện tái lai đề xướng một chánh lệnh duy nhất, chẳng bằng luận tâm tánh cao vời nhưng hiển lộ trọn vẹn diệu tâm. Hoằng Nhất Đại Sư gọi tấu là người duy nhất trong suốt 300 năm qua, há có phải là đề cao quá đáng? Củi căn cơ hóa độ đã hết, lửa ứng hiện phải tắt, nhưng lời nhỏ nhiệm ý chỉ bao la đã rộng bán cho hậu học, quả thật là chẳng khi nào, không nơi nào có ai khác làm được như vậy cả. Bộ văn sao của sư tuy chỗ nào cũng chỉ quy Tịnh Độ, nhưng đối với người bận chuyện túi bụi muốn tìm một tác phẩm vừa đọc liền thấy rõ, liền thâm nhập lãnh hội, thì đã có cuốn văn sao Tịnh Hoa Lục do cư sĩ Lý Tịnh Thông biên tập. Bộ sách này lý hiển chân thường, lời lẽ không trùng lập, hết sức khéo léo chắc lọc. Trong cõi đời hiếm có sách nào sánh bằng, tâm trọng đạo tôn sư của cư sĩ lại càng khó có. Tôi biết sách này một khi được lưu hành, muôn người được hưởng lợi ích, uống nắng lòng người để giúp đạt đến bình trị sẽ nhờ vào sách này vậy. Viên Anh kính cẩn nhận lấy xem xong, vui mừng hớn hở, khó thể dùng lời lẽ nào để giải bày, chỉ đành lược thuộc mấy lời giải bày đem xếp trước phần chánh văn để ghi lại cả duyên tốt đẹp, nhằm thưa với những vị đồng tâm chứ đâu dám viết tựa. Ngày rằm mùa đông năm Nhâm Thìn
1952, Lão Nạp Viên Anh, đề tài Viên Minh Giảng Đường, Thượng Hải. Một lá mã tán tịnh độ siêu thắng, có nghĩa là khen ngợi tịnh độ siêu việt thù thắng. Pháp môn tịnh độ lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy, người thiện tư thông mận, chi kiến cao siêu, thường xem tịnh độ là pháp tu của bọn ngũ phu ngũ phụ chẳng chịu tu trì. Nào có biết đây là pháp môn rút ráo, thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Họ thấy kẻ ngũ phu ngũ phụ tu được pháp này, bèn coi thường pháp môn. Sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đại chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hồng viên mãn Phật quả. Miệt thị pháp môn tịnh độ chẳng xứng đáng đệ tu, tức là có như vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Hơn nữa, chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây? Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như sự lớn nhỏ khó dễ giữa tự lực và Phật lực, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hại chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sanh ư? Trích dẫn Ứng Hoàng Văn Sao Tục Biên, Quyến Hạ, đề từ và lời tựa cho bộ Giả Ngôn Lục. Giáo pháp của pháp môn tịnh độ lớn lao thay, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Pháp trực chỉ nhân tâm của nhà thiền, còn phải nhường phần kỳ đặc, có nghĩa là lạ lùng, đặc biệt. So với lợi ích của cách tu dùng ngay cái tâm này niệm Phật, niệm niệm thành Phật, thì lợi ích đạt được do trải qua bao kiếp tu chứng vẫn phải kém hơn. Độ khắp thượng chúng hạ căn, thống nhiếp luật giáo thiền tông, như mưa đúng thời nhuần thấm muôn Phật, như biển cả dung nạp các sông. Hết thảy các pháp thiên viên đốn tìm, không pháp nào chẳng từ pháp giới này lưu xuất. Hết thảy hành đại tiểu quyền thực, không hành nào chẳng quy về pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp mà được dự vào bộ xứ ngay trong một đời này, viên mãn bồ đề. Chúng sanh trong chính pháp giới lìa môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. Do vậy Hoa Nghiêm hại chúng hết thảy đều tuân theo mười đại nguyện vương. Pháp Hoa xưng niệm một tiếng đều chứng thật tướng của các pháp. Chú thích: Kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện có câu: Nếu ai tâm tán loạn, vào trong nơi tháp miếu niệm mô Phật một tiếng, đều đã thành Phật đạo. Hạnh Phương Tiện tối thắng, Ngài Mao Minh dạy trong Khởi Tín Luận. Đạo Giới Hành chống đến, Ngài Long Thọ Xiển Dương trong Luận Tỳ Bà Sa. Ngài Chí Giả là hậu thân của Phật Thích Ca, nói thập nghi luận chuyện dốc trí nơi Tây Phương. Ngài Vĩnh Minh là Phật A Di Đà thị hiện, soạn tứ liệu giảng, suốt đời niệm Phật. Hội Tam Thừa ngụ tánh cùng chứng chân thường, dẫn thường tánh hạ phàm cùng lên bờ kia. Vì thế pháp này được chính pháp giới cùng quy về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên nói. Thật có thể gọi là lời bàn luận tộc cùng trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thượng vậy. Chẳng gieo cội đức dù trải bão kiếp vẫn khó thể gặp, đã được thấy nghe hãy nên siêng năng tu tập. Chú thích: Tam Thừa ngũ tánh. Tam Thừa là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Ngũ tánh theo Hoa Nghiêm kinh sớ, chúng sanh có năm chủng tánh thành Phật bất đồng. Một, bất định tánh, tức căn tánh không nhất định, gần gũi Thanh Văn thì tu pháp Thanh Văn, gần Duyên Giác bèn tu pháp Duyên Giác, vân vân. Hai, vô chủng tánh, hạng người không có chánh tính, thiền căn bát không nhân quả, chẳng cầu giải thoát. Ba, Thanh Văn tánh. Bốn, Duyên Giác tánh. Năm, Bồ Tát tánh. Duy Thức Học lại phân định ngũ tánh như sau: Một, Bồ Tát định tánh. Hai, Thanh Văn định tánh. Ba, Duyên Giác định tánh.
4. Tam thừa bất định tánh. 5. Vô tánh hữu tình. 3 chủng tánh đầu quyết định thành tựu thánh quả, 2 chủng tánh sau không nhất định. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 3. Trộm nghe pháp môn tịnh độ là pháp phơi bày thông suốt rốt ráo bản hoài của chư Phật, vượt trội hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Nói đại lược thì một chữ, một câu, một sách có thể bao quát không còn sót. Nói rộng thì dù những lời huyền diệu thuộc tam tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của các tổ sư năm tông cũng không thể diễn tả tròn. Dẫu cho chúng sanh trọn khắp đại địa cùng thành chánh giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần nói, còi nước nói, sôi nổi nói, nói không gián đoạn, há có thể nói hết được ư? Ấy là vì tịnh độ vốn chẳng thể nghĩ bằng. Thử xem bộ kinh lớn Hoa Nghiêm, vua toàn tam tàng, cuối cùng quy trọng nguyện vương, áo điện pháp hoa, mầu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe đến liền được vãng sanh, địa vị bằng bậc đẳng giác. Còn như ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng chỉ quy là có lý do vậy. Văn thù phát nguyện, phổ hiền khuyến tấm, Như Lai thọ ký trong kinh Đại Tập rằng, trong đời một pháp, nếu không nhờ pháp này không thể đắc độ. Trong luận Tỳ Bà Sa, ngài Long Thọ dạy giảng dị là: đạo giới hành mộ thoát sanh tử, nên vạn thánh tiền hiền ai nấy đều hướng về, há vô ích sao? Đúng là giáo pháp cả một đời Đức Phật đều đặt để nơi pháp môn niệm Phật. Không chỉ như thế, phàm hết thảy cảnh giới được tiếp xúc bởi sáu căn như núi, sông, đại địa, sáng tối, sắc, không, thấy, nghe, hay, biết, sắc, thanh, hương, vân vân, có pháp nào không phải là văn tự xiển dương tịnh độ? Lạnh nóng đắp đổi, già bệnh đưa đẩy, lục hàng đau binh, dịch bệnh, bè lũ ma, tà kiến, có thứ gì chẳng phải là lời cảnh sách nhằm lay tỉnh con người sớm cầu vãng sanh? Nói rộng ra, hả có thể biết được hay chăng? Nói một chữ thống nhiếp trọn hết thì chính là chữ tịnh. Tịnh đến cùng cực, ắt sẽ sáng suốt, sao không đặt đến diệu giác? Một chữ này há dễ đảm đương? Nghiên cứu bài tụng về lục tức Phật, ắt sẽ biết một câu là tính nguyện hành. Không có tính sẽ chẳng thể khởi nguyện, không có nguyện sẽ chẳng thể dẫn dắt hành, không có diệu hành trì danh sẽ không thể thỏa mãn sở nguyện, hồng chứng được tính ấy. Hết thảy kinh luận tịnh độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là kệ tán Phật, nêu chánh báo để nhiếp ý báo, nêu lên hoa chủ để bao gồm đồ chúng. Tuy chỉ có 8 câu nhưng đã nêu trọn đại cương của bá kinh tịnh độ. Chú thích: kệ tán Phật tức là bài kệ tán A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng tốt quang minh từ trang nghiêm, vân vân. Một sách là tịnh độ thập yếu, mỗi chữ đều là lời hướng dẫn trong đời mật pháp, mỗi lời đều là gương báu của Liên Tông. Buồn khóc ứa lệ, mổ tim vậy máu, xứng tánh phát huy, tùy căn cơ mà chỉ bày. Dẫu có ví là vớt người chết đuối, cứu kẻ đang bị lửa thiêu, cũng không thể sánh ví được nỗi lòng thống thiết của bộ sách ấy. Bỏ cuốn sách này đi thì chánh tính không thể do đâu mà sanh, tà kiến không do đâu mà diệt. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi sư Ngộ Khai. Nhất niệm tâm tánh của chúng sanh và chư Phật không hai, tuy đang mê bất giác khởi hoặc tạo nghiệp tạo đủ mọi tội, nhưng Phật tánh sẵn có vốn không tổn thức. Ví như Mã Ni Bảo Châu rớt trong nhà xí, chọn chẳng khác gì vật dơ. Người ngu chẳng biết là quý báu, bèn coi như uế vật, vật nhơ bẩn. Người chỉ biết là dự bảo vô giá, chẳng hiềm ô uế, vào trong nhà xí nhặt lấy, dùng đủ mọi phương cách gột rửa cho sạch. Sau đấy treo trên chàng cao,
châu liền phóng đại quang minh, tùy theo lòng mong cầu của con người mà mưa khắp các thứ báu. Do vậy, người ngu mới biết là quý báu. Đại Giác Thế Tôn xem các chúng sanh cũng giống như thế, dẫu là kẻ hôn mê, điên đảo, phiền hoặc, tạo đủ ngũ nghịch thập ác, vĩnh viễn đọa trong ba ác đạo, tâm Phật vẫn chẳng hề có một niệm buông bỏ, luôn tìm cơ duyên, gia bị, âm thầm hoặc hiển nhiên. Vì họ thuyết pháp, ngõ hầu họ hiểu rõ, hoặc nghiệp huyễn vọng, ngộ tự tánh chân thường, cho đến khi viên chứng vô thượng bồ đề mới thôi. Đối với người tội ác cực nặng còn như thế, thì đối với người nghiệp nhẹ, khéo giữ giới, tu trọn vẹn, có sức thiền định sâu, không một ai chẳng được Phật đối xử như vậy. Phàm trong tam giới, có những người tuy đã thâu liễm được thân tâm, khuất phục được các phiền hoặc, nhưng tình trụng vẫn còn. Phước báo một khi đã hết liền đọa xuống cõi dưới, gặp cảnh, chạm duyên, vẫn khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ, luân hồi xấu nẻo, chọn chẳng có lúc nào ngưng. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không yên, ví như nhà cháy, các khổ đầy dẫy, thật đáng kinh sợ. Nếu không phải là nghiệp tận tình không, động hoặc cứng chân, thì chẳng mong chi thoát khỏi tám giới. Riêng mình pháp môn tịnh độ, chỉ cần có đủ lòng tín chân thật, nguyện thiết tha, chỉ danh hiệu Phật, liền có thể nhờ vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh, bèn nhập cảnh giới Phật, thọ dụng giống như Phật. Hai thứ phàm tình lẫn thánh kiến đều chẳng sanh, chính là pháp môn đặc biệt, ngàn vạn phần ổn thỏa thích đáng, chẳng bỏ sót một ai vậy. Đang thời mật pháp, bỏ pháp này thì không còn cách gì khác nữa. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 3, lời tựa sách Phó Đại Sĩ Truyện Lục. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, nhiếp tròn các pháp thuộc chặn đầu, chặn giữa, chặn cuối, thích hợp khắp ba căn thường trung hạ, thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng, chắc chắn thoát sanh tử trong đời hiện tại, chẳng chạy qua tăng kỳ kiếp số, mà đích thân chứng được pháp thân, chính là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai. Quả thật là đạo trọng yếu để thoát khổ trong hết thảy sự tu trì của chúng sanh. Do pháp này cậy vào Phật tự lực nên lợi ích so với những pháp chuyên cậy vào tự lực sẽ khác biệt vời vợi một trời một vực. Vì vậy, kẻ sắc đỏ A Tỳ do mười niệm liền được vãng sanh, bậc đã chứng đặng giác, phát ra mười nguyện để hồi hướng tịnh độ. Do vậy biết pháp môn này chính là pháp môn tổng trì, thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Bởi đó, từ hồi Hoa Nghiêm hướng dẫn về, từ lúc được diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, vạn thánh tiền hiền người người hướng đến, ngàn kính muốn luận đâu đâu cũng chỉ về. Chú thích Tăng Kỳ gọi đủ là A Tăng Kỳ, là một trong 25 con số lớn nhất của Ấn Độ, đôi khi còn được phiên âm là A Tăng Già, A Tăng Si Gia hay A Tăng, có nghĩa là chẳng thể tính toán được. Một A Tăng Kỳ là một vạn 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 triệu tám chữ vạn. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển hạ, lời tựa duyên khởi cho Phật giáo Tây Phương Liên Hoa Hội ở Cung Sơn. Những pháp môn khác tuy cao sâu huyền diệu, nhưng phàm phu sát đất ai có thể đích thân chứng được ngay trong đời này để được lợi ích thật sự? Chỉ có tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương là có thể cậy vào Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. Đã vãng sanh Tây Phương, bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Kẻ thấp nhất đã bằng với tứ quả A-la-hán trong tiểu thừa và bậc Bồ Tát thuộc địa vị thất tính trong viên giáo. Do vậy biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong các pháp môn do Đức Phật đã nói ra trong cả một đời Ngài. Chớ nên dùng sự tu chứng của hết thảy các pháp môn để so sánh bằng định pháp này.
Hiện thời có rất nhiều kẻ đại thông minh coi tịnh độ là tiểu thừa, chẳng những chính mình không tu trì mà còn lắm cách chê bai, bài bác, phá hoại sự tu trì của người khác. Chẳng biết pháp này chính là pháp để phàm lẫn thánh cùng tu. Kẻ phàm phu do nghiệp lực sắp đọa địa ngục mà niệm được danh hiệu Phật liền có thể lập tức vãng sanh. Bậc đặng giác Bồ Tát sắp thành Phật đạo vẫn phải dùng công đức của 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Pháp môn tịnh độ lớn lao thay, đáng thương thay những kẻ đại thông minh chẳng những không tu trì lại còn chê bai bài bác. May mắn thay ngu phụ tín nguyện trì danh được cùng với Quan Âm Thế Chí thanh tịnh đại hại chúng làm bạn lữ. Những kẻ đại thông minh kia dẫu có túc phước chẳng bị đọa trong tam đồ ngay lập tức, nhưng mong được kề vai sát cánh với ngu phụ vẫn chẳng được. Huống hồ đã bán pháp này khó khỏi bị đọa lạc. Những kẻ ấy mắc bệnh ham cao chuộng xa, thật sự chẳng biết cội nguồn của sự cao xa. Nếu họ thấy chư vị chống hoa tàng hại chúng nhất trí tiến hành, dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây Phương sẽ hổ thẹn muốn chết, đâu dám coi pháp môn này là thiếu thừa chẳng đáng để tu trì ư? Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt một đời Đức Phật. Tuy là phàm phu sắc đất đầy dẫy hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện niệm Phật sẽ có thể cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Dù là vị Bồ Tát đã chứng địa vị đẳng giác cao cả vẫn phải hồi hướng vãng sanh thì mới viên mãn Phật quả được. Do vậy biết pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài được, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp hoàn toàn lời căn lẫn động căn. Chúng sanh trong chính giới bỏ pháp này thì trên sẽ chẳng có gì để viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật lìa pháp này thì dưới chẳng có gì để phổ độ quần manh. Chú thích: quần manh còn dịch là quần sanh, có nghĩa là các loài chúng sanh. Đây là tên gọi khác của chúng sanh. Chữ manh hàm nghĩa giống như cây cọ mới nảy mầm chưa thấy được rõ ràng. Chúng sanh vừa mới phát đạo tâm nhưng vẫn còn bị vô minh che lấp, giống như cây cỏ vừa mới nảy mầm nên mới gọi là quần manh. Hết thảy pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy hạnh môn không hạnh nào chẳng trở về pháp giới này. Bởi đây là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Vì thế được chính giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh đều xưởng dương, muôn luận đều tuyên nói. Nhưng pháp môn này do hai Đức Thế Tôn hai cõi tạo lập, Đức Thích Ca nơi Ta Bà dạy rõ tịnh độ để đưa con người đi về cõi Cực Lạc, Đức Di Đà nơi Cực Lạc đợi họ lúc lâm chung tiếp dẫn từ Ta Bà về tới Cực Lạc. Ấy là muốn cho chúng sanh thoát được nỗi khổ sanh tử, ngay trong đời này chứng sự vui chân thường. Tâm thương xót che chở bảo vệ ấy dẫu hết cả kiếp vẫn khó thể nói tròn. Có kẻ bảo đã là đệ tử Phật Thích Ca hãy nên niệm Thích Ca Mâu Ni Phật cầu sanh hóa tạng thế giới trong cõi này. Họ chẳng biết Đức Thích Ca dạy niệm A Di Đà Phật nhằm làm cho hàng phàm phu sắc đất nương vào Phật tự lực hồng siêu phàm nhập thánh. Chỉ có bậc đại sĩ đã phá vô minh chứng pháp thân mới thấy được hoa tạng thế giới của cõi này. Phàm phu chỉ thấy uế độ chẳng thấy được cõi thật bảo chân nghiêm, há nên mong tưởng quá phần. Huống chi Tây Phương cũng nằm trong hoa tạng thế giới, mà trong hội Hoa Nghiêm hết thảy các vị Bồ Tát trong hoa tạng thế giới hải đều dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Ông là hạng người như thế nào mà dám chống đối các vị ấy? Kể từ khi đại giáo được truyền sang phương Đông, Viễn Công lập liên xã đầu tiên, một người sướng, trăm người hòa, không ai chẳng noi theo. Thọa thích bổn hoài của Phật chỉ có mỗi một mình pháp môn này là bậc nhất. Từ đấy trở đi, đời nào cũng có cao nhân tục diệm truyền đăng rạng rỡ trong ngoài nước,
mãi cho đến tận hiện thời, Tông Phong chẳng suy sụp. Nhưng Chí Giả Đại Sư thuộc Tông Thiên Thai, Thanh Lương Quốc Sư thuộc Tông Hiền Thủ, Khuy Cơ Pháp Sư thuộc Tông Tự Ân, Bách Trượng Thiền Sư thuộc Thiền Tông, Đại Chí Lục Sư thuộc Lục Tông, không vị nào chẳng giải thích kinh, soạn luận, khuyên khắp mọi người tu trì. Những sự tích của họ đã được chép tường tận trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Do vậy biết những vị chi thức các tông, thiền, giáo, luật đều nói theo Hoa Tạng Hải Hội, nhất trí tiến hành cầu sanh cực lạc, huống chi kẻ căn cơ cạn mỏng, đời mập pháp ư. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Hà, bài ký về chuyện xây dựng đại điện của đạo tràng chuyên tu tịnh nghiệp tại núi Linh Nham. Một pháp tịnh độ chính là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung để mười phương tam thế hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Lắm kẻ muốn làm bậc cao nhân để dứt xưa nay bèn coi thường hủy bán pháp này. Chúng ta nên lấy chư Phật chư Tổ làm thầy, chớ nên lấy những hạng cao nhân ấy làm căn cứ, sẽ được nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Nếu không, liễu sanh thoát tử sẽ là chuyện lâu xa lắm. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời Đại sư Tế Thiện. Phải biết, trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng, muốn nương theo những pháp môn ấy để tu trì, hồng liễu sanh thoát tử, ắt phải đặt đến địa vị nghiệp tận tình không thì mới được. Nếu không, có mộng cũng mơ chẳng được. Chỉ có pháp môn tịnh độ, nếu đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, lại thêm chí thành khẩn thiết niệm Phật, bèn có thể nương theo Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì đã liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu chẳng nương vào pháp này tu những pháp môn khác thì chắc chắn khó thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Đời này đã gặp được pháp môn này mà chẳng chú ý, tương lai há thể lại gặp được pháp này để liền chú ý tu trì hay sao? Do vậy hãy nên sớm chú ý nơi pháp này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời một cư sĩ ở Dư Duy. Pháp môn niệm Phật cao cả thay, do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không, thường hằng bất biến. Tuy thường chẳng biến, nhưng niệm niệm tùy duyên, chẳng duyên theo Phật giới sẽ duyên theo cụ giới, chẳng duyên theo tam thừa sẽ duyên theo lục đạo, chẳng duyên theo nhân thiên sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên nhiễm tình bất đồng, cho nên quả báo khổ vui rất khác. Tuy bản thể chọn chẳng biến đổi gì, nhưng tướng dụng cố nhiên khác nhau một trời một vực. Ví như hư không, được mặt trời chiếu thì sáng, mây đùng bèn tối. Tuy bản thể của hư không chẳng do mây hay mặt trời mà tăng giảm, nhưng tướng hiển hiện hay ngăn lấp cố nhiên có nói tròn năm cũng chẳng hết. Do vì nghĩa này, Đức Như Lai dạy khắp các chúng sanh duyên nơi niệm Phật. Vì thế nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật thì hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Do vậy, lúc tâm của ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp phù. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Biện chánh biên chi của chư Phật từ tâm tưởng sanh, hễ duyên theo Phật giới thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các chúng sanh giới thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Hiểu rõ điều này rồi mà chẳng niệm Phật thì chưa bao giờ có chuyện ấy. Một pháp niệm Phật chính là lấy hồng danh vạn đức của Như Lai làm duyên, mà hồng danh vạn đức ấy lại chính là vô thượng giác đạo Như Lai đại chứng nơi quả địa. Do dùng quả địa giác ấy làm nhân địa tâm, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân. Như người nhiễm hương thân có mùi hương, như tò vò chút loại sâu, lâu ngày sẽ hóa thành tò vò, thành Phật ngay trong đời này, chuyển phàm thành thánh. Công năng lực dụng ấy vượt trội hết thảy những pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ
hết thảy các pháp môn đều cậy vào tự lực đoạn hoặc chứng chân mới liệu thoát sanh tử. Còn pháp môn niệm Phật thì tự lực lẫn Phật lực hai thứ đều đầy đủ. Vì thế người đã đoạn được hoặc nghiệp bèn mau chứng pháp thân. Người còn đầy đủ hoặc nghiệp sẽ đới nghiệp vãng sanh. Pháp này cực kỳ bình thường, dẫu là ngũ phu ngũ phụ cũng đạt được lợi ích, nhưng lại cực huyền diệu. Tuy là đẳng giác Bồ Tát cũng chẳng thể vượt khỏi phạm vi pháp này. Bởi vậy không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít lại đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thật là một pháp môn đặc biệt trọng giáo pháp suốt cả một đời Đức Như Lai. Cố nhiên chẳng thể dùng giáo lý thông thường để biện luận được. Chúng sanh đời mặt pháp phước mỏng, huệ càng, chướng dày, nghiệp sâu, chẳng tu pháp này, cứ muốn cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân hồng liễu sanh tử thì khó khăn muôn phần. Trích dẫn Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 3, lời tựa cho đạo tràng niệm Phật quanh năm tại Thế Chân Thường Trụ. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài phạm vi của nó được, như trời che khắp, như đất nâng đều. Không một pháp nào chẳng được kiến lập từ pháp này, không một ai chẳng được pháp này uống đúc. Do hết thảy các pháp Đại Thiếu Thừa Đức Như Lai đã nói trong suốt một đời đều là tùy theo căn tánh của chúng sanh mà nói, hoặc khê lý nhưng chẳng thể khi hợp khắp mọi căn cơ, hoặc khê cơ nhưng chẳng thể khi hợp chí lý, lý tộc cùng một cách triệt để. Vì thế bản hoài xuất thế độ sanh của Đức Như Lai bị khuất lấp, chưa được thống suốt. Đại pháp khiến cho chúng sanh được liệu thoát ngay trong đời này còn bị ẩn kín, chưa được tỏ bày. Pháp hồi Hoa Nghiêm tuy đã hướng dẫn về Tây Phương, nhưng hàng nhân thiên quyền thừa Bồ Tát chưa được nghe. Các kinh cũng nhiều phen nói đại lược những đầu mối tốt lành, nhưng cương yếu pháp môn chưa được đặt để. Do vậy Đức Như Lai khởi lòng vô duyên từ, vận tâm đồng thể bi, trong hội phương đẳng đặc biệt nói bá kinh tịnh độ Di Đà, độ khắp ba căn, thâu tròn chính giới, xiển dương đạo màu, thành thủy thành chung của Như Lai, dạy cho chúng sanh quy mô vĩ đại, tâm làm tâm là, cơ luận lý đều khế hợp, phàm luận thánh đều được nhờ, như thuốc A Dạ Đà trị chung vạn bệnh, như mười phương hư không bao hàm trọn muôn hình tượng, khiến cho khắp thánh phàm đều thành tựu đạo nghiệp trong đời hiện tại, tỏ bày thông suốt bản hoài xuất thế độ sanh của Như Lai. Nếu Đức Như Lai chẳng nói pháp này thì chúng sanh đời mặt pháp không một ai có thể liệu thoát sanh tử ngay trong một đời này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển thường, lời tựa Ấn Tống Ấn Quang Văn Sao Tục Biên. Phật pháp rộng sâu như biển cả, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột nguồn đấy. Chính pháp giới kia dù thánh phàm lợi đồn khác nhau, ai nấy đều tùy theo khả năng của chính mình để tu tập hồng chứng nhập. Ví như tu la, hương tượng và muối mồng uống nước biển cả, mỗi loài uống no bụng rồi đi. Nếu muốn một hơi hút cạn hết, trừ phi là kẻ có dung lượng bằng biển cả mới làm được. Nếu không chỉ có thể đích thân nếu vị nước biển, chưa dễ gì thấu tột nguồn đấy được. Nhưng Phật pháp chính là pháp sẵn có trong tâm của hết thảy chúng sanh, ngoài cái tâm của chúng sanh ra chọn chẳng có pháp nào thêm vào được. Vì bản thể của tâm hết thảy chúng sanh và tâm Phật chẳng hay, nhưng do mê muội chưa ngộ bèn khởi hoặc tạo nghiệp, theo nghiệp chịu khổ, đến nỗi trí huệ đức tướng sẵn có nơi cái tâm ấy bị phiền não ác nghiệp che lấp, giống như mây phủ kín mặt trăng, chẳng thấy được tướng sáng. Tuy chẳng thấy được tướng sáng, nhưng tướng sáng của mặt trăng vẫn tự thường chẳng biến đổi, tròn chẳng bị giảm suy. Do vậy Đức Như Lai khởi lòng từ vô duyên, vẫn lòng bi đồng thể, tùy thuần cơ nghi thuyết pháp. Tuy tùy theo căn cơ đặt ra đại tiểu, quyền thật, thiên viên, đúng tìm, đủ mọi thứ sai khác, nhưng bổn ý của Đức Phật không lúc nào chẳng nhằm làm cho hết thảy chúng sanh đều trái chừng hiệp giác, bỏ mê về với ngộ, thoát khỏi sanh tử huyễn vọng, thành tựu Phật đạo vốn sẵn có mới thôi.
Do chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng chưa dễ gì tiêu trừ, nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật, để hết thảy dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí, đều cùng nương vào hoàn thể nguyện lực của Đức Di Đà vãng sanh Tây Phương, hồng khôi phục tâm tánh sẵn có, thành vô thượng Bồ Đề dễ dàng. Từ khi Phật pháp được truyền vào chứng đáng Trung Hoa, hơn 1800 năm qua, phàm là bậc vua thánh, tôi hiền, vĩ nhân, danh sĩ, không ai chẳng tuân phụng lời Phật dặn dò mà hồi trì lưu thông. Bởi lẽ Phật pháp tuy thuộc pháp xuất thế, nhưng tất cả đạo sự thế trong cõi đời đều được bao gồm chẳng sót. Phàm những gì Phật pháp đã nói về cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành, đều chẳng khác gì với những điều thánh nhân thế gian đã nói. Thánh nhân thế gian chỉ dạy dỗ con người chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, còn Đức Phật dạy rõ báo ứng thiện ác của việc chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, và không chọn hết tình nghĩa, không chọn hết bổn phận. Chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận thì chỉ có thể về bậc thượng trí, còn nếu là kẻ bỗng tánh ương bướng kém cỏi, nếu không giả vờ làm ắt sẽ trúng trái. Nếu họ biết báo ứng thiện ác thì muốn làm lành ắt sẽ gắng sức, muốn làm ác ắt chẳng dám làm. Đối với những pháp nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo vân vân, do Đức Như Lai đã nói, kẻ sâu sắc sẽ thấy là sâu sắc, kẻ nông cạn sẽ thấy là nông cạn. Dùng những pháp ấy để tu tâm sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Dùng những pháp ấy để giữ yên cõi đời thì sẽ thắng được tàn bạo, bỏ được giết chóc, bỏ sự bạc ác, trở thành thuần lương. Gần đây thế đạo nhân tâm đã suy hàm đến cực điểm, đua nhau đề xướng cách thức mới, vứt bỏ đường lối cũ. Ngay như cả mối quan hệ cha con, vợ chồng, họ còn muốn đạp đổ, huống chi những mối quan hệ nhỏ hơn ư? Vì thế thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, vần nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm, muốn cứu vãn, đều khuyến khắp mọi người nghiên cứu Phật học, kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, cho đến ngàn, đến vạn, không ai chẳng ngã theo chiều gió, mong sao thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đây quả thật là pháp luân căn bản, để dứt đời loạn, vãn hồi vận nguy, uốn nắn thế đạo lòng người vậy. Đặng trong thời này, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi để dạy dỗ, dù thánh hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nếu chẳng lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để tu, dẫu là kẻ thiện tư cao thượng, cũng khó lòng đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Chú thích: hương tường là một loài voi lớn, thân có mùi thơm nồng gắt, thường tỏ mùi rất hăng trong thời kỳ nó động dục. Theo Đại Tỳ Bà Xá Luận quyển 30 chép, trong thời kỳ ấy hương tường rất mạnh, tánh chất cực hung bạo, khó thể chế ngự, sức của nó mạnh bằng 10 con voi thường. Vì loài voi này rất mạnh, có thể vượt sông dễ dàng, nên kinh thường dùng hình ảnh hương tượng đậu hà, có nghĩa là voi thơm vượt sông, để chí bậc đại căn đại lực có thể dũng mạnh thoát dòng sanh tử. Trích dựng Văn Sao Tục Biên quyển Hà, lời tựa sách Học Phật Thiện Thuyết. Đức Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi xấu nẻo, trải nhiều kiếp lâu xa không thể thoát ra. Do vậy khởi lòng vô duyên từ, vận dụng lòng đồng thể bi, thì hiện sinh trong thế gian thành đặng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, rộng dạng các pháp. Nói bao quát đại cương thì gồm có năm tông. Năm tông là như thế nào? Chính là luật, giáo, thiền, mật và tình. Luật là thân Phật, giáo là ngữ Phật, thiền là tâm Phật. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba pháp này, Phật sở dĩ độ sanh cũng chỉ có ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh
sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là bồ đề, sanh tử chính là niết bàn. Lại sợ kẻ tốt nghiệp sâu nặng, ắt chẳng dễ chuyển, nên dùng sức gia trì đà la ni tam mật để uống đúc. Như tò vò bỏ con nhồng, giống ta, 7 ngày sau sẽ biến thành tò vò. Chú thích: tam mật là thân mật, khẩu mật, tâm mật. Lại sợ kẻ căn khí kém hèn, chưa được giải thoát, hễ thọ sanh lần nữa, khó tránh khỏi mê mất. Do vậy, đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để dù thánh hay phàm, đều cùng trong đời này được vãng sanh Tây Phương. Thánh sẽ mau chứng vô thượng bồ đề, phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử buộc ràng. Do cậy vào Phật tự lực nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bằng. Phải biết luật chính là nền tảng của giáo, thiền, mật, tình. Nếu chẳng nghiêm trì cấm giới sẽ chẳng thể đạt được lợi ích thật sự nơi giáo, thiền, mật, tình. Giống như xây lầu cao vạn trượng, nếu nền móng không vững thì chưa xây xong đã sụp. Tình là chỗ quy tắc của luật, giáo, thiền, mật như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy thành chung của 10 phương 8 thế chư Phật. Vì vậy trong phẩm nhập pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài được Phổ Hiền Bồ Tát Gia Bị khai thị đại chứng đặng giác. Ngài Phổ Hiền bèn dạy phát 10 đại nguyện vương hồi hướng vạn sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mong viên thành Phật quả. Lại dùng 10 nguyện ấy khuyên khắp hoa tạng hải chúng. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ chương hạ phẩm hạ sanh, dẫu là kẻ ngũ nghịch thập ác, sắp đọa A Tỳ địa ngục, được thiền chi thức dạy cho niệm Phật, hoặc niệm 10 tiếng, hoặc chỉ 7 tiếng, rồi liền mạng chung, cũng được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Xem đó thì trên từ đặng giác Bồ Tát chẳng thể ra ngoài pháp này, dưới đến tội dân ngũ nghịch thập ác cũng có thể vào trong pháp này. Công đức lợi ích ấy vượt trội hết thảy các pháp khác trong giáo pháp cả một đời Đức Phật. Bởi những giáo pháp trong cả một đời Ngài đều cậy vào tự lực để thoát sanh tử, còn pháp môn tịnh độ kẻ chưa đầu hoặc cậy vào Phật tự lực liền có thể đối nghiệp vãng sanh. Người đã đoạn hoặc cậy vào Phật tự lực bèn mau chứng lên bậc địa thượng Bồ Tát. Đây chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, chẳng thể dùng những giáo pháp theo đường lối thông thường để bàn luận được. Vì thế các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân, các vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân, các đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ, vân vân, thấy điều xuyển dương khen ngợi, chỉ dạy khuyên khắp chúng sanh vạn sanh. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 2, thư tuyên ngôn kết xã niệm Phật của chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, những kinh này được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh đại thừa đều nói kèm tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ xứng tánh giảng thắng vào nhiều pháp nhất thừa. Cuối cùng Thiện Tài đồng tử tham học khắp các thiền trí thức, chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho 10 đại nguyện vương, khiến cho Thiện Tài và Hoa Tạng hại chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh hạ phẩm hạ sanh, ngũ nghịch thập ác, đủ mọi chuyện bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiền, có thiền chi thức dạy niệm Phật, người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh chưa đủ 10 tiếng, liền thấy hóa Phật, xòe tay tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập chép đời mặc pháp ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người. Dù ngu hay trí, hạ thu dễ thành công cao, dùng sức ít hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng,
là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói, học đạo đời các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vạn sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước, có thể gọi là khéo hình dung nhất. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 1. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm Kỷ Hợi 2019 tại tỉnh Pháp Quang Âm tổ chức cộng tu một ngày. Chư vị Phật tử hôm nay phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra để phóng sanh, quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Và đáng lẽ chiều hôm nay con cá con chim con lương này bị các cổ nhỏ lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại khổ hải sinh lên ra, quý vị mua tất cả loài chúng sanh này đem về để phóng sanh, quý vị được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và giờ đây tất cả các loài chúng sanh này được quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe chánh pháp, quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đều đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Phật dạy. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo ra nghiệp tham sân si từ nơi thân khẩu ý, cho nên phước báu quý vị thì cạn mỏng, nghiệp chướng sâu dày, quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thức làm thức ăn cho những người khác. Do quý vị tạo những nghiệp ác, hôm nay quý vị gặp các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Giờ đây quý vị hãy phát Bồ Đề tâm, quy y tam bảo sám hối nghiệp chướng, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ tử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần, biên nhập tỳ lô hoa tạng giới các trung vô sứ, bất siêu luân thị bất tỷ thị diệu cực pháp thân trần, bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương sưng. Khi kế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phạm vô hiển tổng thanh lương Bồ Tát liệu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên câu ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bốn tịnh độ đà la ni. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp, cầu vãng sanh tịnh độ chứng đường ngôi bất thôi để độ tận chúng sanh. Nam mô tịnh độ bẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ bẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ bẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu điều dạy rằng các người trước lòng trần tục lắm, nên đời này chìm đắm trong mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác, lại về mang thân sông đồ đầy chết thường đau khổ lông vây sừng cơ đờ được đâu. Lưỡi bày tên bắn máu câu thả mọi tác càng bắt cùng hơi vung độc, lúc đó dù kêu có ai thương hồn còn vẫn quắn nấu rang son đòi muôn bằng chết này ngươi cầm chắc. Cứu cho ngươi được tâm thần đến đây lại được nhờ ân văn bảo vệ ngươi kịp hồi đồ quy vọng sông dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng. Này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật lượng tốt chung tôn, ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đọa ngạ quỷ. Hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ thân miệng nghĩ mà sanh ra, hôm nay phát tâm xin sám hối. Nam mô Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sát Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Quy mật lễ A Di Đà Phật. An lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Đà Phật Nam.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phóng sanh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng vương giai hồi hướng bồ đề quan giờ chư chúng sanh công quảng vô lượng quảng bồ tát. Chờ biên nam huyền đăng duy hệ chân minh liệu bồ nguyện tại chân thắng tiêu chư thế thế thường anh bồ tát đạo nguyện sẵn tay vương tịnh độ chung hoa ca nghiêng hoàng hồ vô sanh văn thôi bồ tát vi bằng lời thuyền di tự công đức vô càng mơ những tiếng ngà đàn chờ chúng sanh giai cộng thành bậc đồ từ quý phật. Chúng sanh na thể theo đạo cả pháp không vô thường tự quý pháp xin nguyện chúng sanh na thấu rõ kinh tạng tự bi tăng xin nguyện chúng sanh na thông lý đại chúng tăng cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ A Di Đà Phật.